Chương 3861 phản ứng dây chuyền. Kim Nhân Long nói là đứng ở chính mình lập trường nói ra, lời này cũng không phải cái gì đạo lý. Lớn, mà chỉ là một loại lựa chọn. Giống như là Lạc Trần lựa chọn cứu hắn giống nhau, đương nhiên, hắn hiểu lầm một chút. Hắn cho rằng Lạc Trần cứu hắn, tuy rằng có mục đích, nhưng là cũng thật là bởi vì hắn là một cái sinh mệnh, nhưng là Lạc Trần lập trường chính là cứu kim nhân long thuần túy là có giá trị lợi dụng, này không phải Lạc Trần vô tình. Mà là Lạc Trần sẽ không bởi vì một cái nhân tình cảm liền đi bỏ qua toàn bộ chiến cuộc cùng đại. Cục nếu không kia chỉ biết hại chết càng nhiều người, hiển nhiên chiến tranh bản thân chính là tàn khốc giống như là kia mười muôn lần chết hầu tiến đến. Cho dù là trong đó có một ít người là người tốt, thậm chí thực đáng thương nhưng là Lạc Trần cũng sẽ không chút do dự hạ sát thủ, bởi vì nếu không làm như vậy, chính là dùng cái gọi là nhân từ giết chết người một nhà. Đây mới là chân chính tàn nhẫn, Kim Nhân Long cung cấp tin tức không thể nghi ngờ là thực quý. Giá, hoặc là nói là một cái cực kỳ quan trọng tin tức ngươi. Trở về lúc sau, trước cha cha này sóng người trước mắt ở nơi nào, nếu có thể. Tốt nhất là ở đệ nhất kỷ nguyên liền trực tiếp đem nhóm người này rửa sạch rớt. Lạc Trần mở miệng nói, rốt cuộc một khi tới thứ năm kỷ nguyên. Nhóm người này chính là tùy thời sẽ tạc nứt bom, nếu một hai phải lại nói tiếp. Đệ nhất kỷ nguyên nhân tài là chân chính tàn nhẫn. Cứ nhiên sẽ dùng thịt người bom phương thức này đột kích sát thứ năm kỷ nguyên, Lạc Trần nghĩ. Tới bọn họ sẽ làm như vậy, nhưng là không nghĩ tới số lượng sẽ như thế khủng bố ta. Sẽ tra xét ra vị trí, nhưng là trước mắt phiền toái nhất vẫn là đại ly đại ly là các ngươi người kim nhân long mở miệng nói nhưng là ngay sau đó lại lắc đầu nếu đại ly là lạc trần bên này người như vậy lạc trần bên này không có khả năng không biết đệ nhất kỷ nguyên kế hoạch nói cách khác đại ly cũng không phải lạc trần bên này người như vậy đại ly lại là nào một phương thế lực người vẫn là đệ nhất kỷ nguyên người sao đệ nhất kỷ nguyên thiên nhân nói cung chờ thế lực lớn sao lại hoặc là nói này đó thế lực đã tính toán đem ngũ hành bộ bán kim nhân mày nhăn lại suy si tư đi lên tất yếu thời điểm ta sẽ trước giải quyết rớt đại ly cứ như vậy có thể kéo dài bọn họ kế hoạch tiến hành vì ngươi tranh thủ càng nhiều thời giờ điều tra rõ nhóm người này đến tột cùng ở nơi nào thậm chí là ngăn trở nhóm người này lạc trần mở miệng nói đây cũng là một cái biện pháp đại ly bản thân cũng là sự tình mấu chốt nhân vật chi nhất kim nhân long mở miệng nói ngươi trở về lúc sau tận lực không cần lộ ra cái gì sơ hở bằng không ngươi sống không được lạc trần mở miệng nói này ta biết kim nhân long cười lớn một tiếng làm quyết định này là hắn chưa bao giờ có nghĩ đến quá nhưng là giờ phút này hắn cảm giác chính mình cả người thực nhẹ nhàng bởi vì hắn rốt cuộc tìm được rồi chiến tranh ý nghĩa hắn không hề là vì đệ nhất kỷ nguyên kia mấy cái cao tầng mà chiến không hề là người khác đau hắn là vì chính mình mà chiến vì ý chí của mình cùng lý tưởng mà chiến, hắn đi trở về. Một mình rời đi, chờ Kim Nhân Long đi rồi, Hồng Biêu vẫn là không có phản ứng lại đây. Nhưng thật ra Thái tử ra giờ phút này cũng đã trở lại. Trên mông dính cái chổi ấn ký, Long Ngạo Thiên trên mặt tràn đầy cho bụi. Hiển nhiên cùng Thái tử ra cùng nhau bị đánh, lão cha, người đem hắn suối rục. Thái tử ra không thể tưởng tượng nói, chính hắn đem chính mình suối rục. Lạc Trần uống một ngụm trà, này cũng đúng. Thái tử gia kinh ngạc nói, vẫn là muốn phòng bị hắn giả ý quy phục, lấy tin tức lừa gạt chúng ta, đi tra một chút. Đệ nhất kỷ nguyên bên kia có phải hay không có dị động? Lạc Trần mở miệng nói, này, sợ là không hảo cha, chỉ có thể đi tìm này nhị hóa cha. Thái tử ra mở miệng nói, bọn họ vừa mới đều chạy mất. Kết quả Long Ngạo Thiên một hai phải cùng nhân ra quét rác lão ra từ một mình đấu hảo gia hỏa một đống thiên tôn vọt ra ấn long ngạo thiên chính là một đốn đánh thế tục bên này hấp thu không ít quy phục cao thủ này đó cao thủ đều tại thế tục dưỡng lão có khai tiệm trà sữa có khai tiệm đồ nướng có ở trên đường cái quét rác người vĩnh viễn sẽ không biết người trước mặt người đến tột cùng là một người bình thường vẫn là một cái lợi hại cao thủ đây là hiện tại thế tục hơn nữa hiện tại này phân bình tĩnh kỳ thật mọi người đều ở yên lặng bảo hộ đương nhiên ngày thường lạc trần là sẽ không làm những người này ra tay rốt cuộc những người này là thế tục che giấu lực lượng quay đầu lại ta đi tìm ta cha tìm người điều tra một chút đi lòng ngạo thiên cao ngạo mở miệng nói nhưng là vẫn là thường thường xoa một chút chính mình mông hiển nhiên này đốn đánh ai không nhẹ mười vạn khoảnh khắc phương hoa tự bão Lạc Trần nỉ non mở miệng nói, đây chính là thật sự tàn nhẫn a à? Làm không hảo toàn bộ tiên giới nháy mắt liền dẹp yên. Trực tiếp liền tạc nứt ra, đến lúc đó lại sẽ có bao nhiêu sinh linh có thể sống sót đâu, sợ là. Một thành đô không đến, hiển nhiên đệ nhất kỷ nguyên mấy thế lực lớn xuống tay là thật sự tàn. Nhẫn cùng hắc, giờ phút này năm bộ trưởng lão đã bị đưa về an toàn địa phương, giờ phút này bọn họ vừa kinh vừa giận, đại ly cư nhiên như vậy ra tay tàn nhẫn, chuyện. Này chúng ta hướng vương bẩm báo sao? Mộc bộ trưởng lão mở miệng nói, vương, sẽ xử lý đại ly sao, tất nhiên sẽ không. Hỏa bộ trưởng lão giờ phút này cũng lửa giận ngập trời, chúng ta đây người liền bạch đã chết. Mộc bộ trưởng lão khí cả người đều đang run rẩy năm. Người Long hôm nay nếu là có cái tốt xấu, ta chính là liều mạng cũng muốn đem đại ly lộng chết hỏa bộ trưởng lão cũng khí đồng dạng cả người thẳng run run nhưng là có một việc làm cho bọn họ khó chịu đó chính là chuyện này vô pháp đăng báo cấp vương bởi vì chính là nói cho năm bộ vương như vậy chuyện này cũng sẽ không được đến công chính đối đãi vương sẽ không bởi vì loại này việc nhỏ đối đại ly ra tay năm bộ trưởng lão nội tâm đều rất rõ ràng giờ phút này một đám đều thực trầm mặc sau đó chờ ở một gian nhà ở nội thực mau liền thu được tin tức đó chính là hỏa người long chết trận thủy người long chết trận kim nhân long biến mất thổ dân long sinh tử không biết tin tức này thu được kia một khác năm bộ trưởng lão giờ phút này một đám đều trầm mặc nếu muốn báo thù bọn họ không thể phát động đại quy mô chiến tranh cũng không thể đi tìm vương bởi vì một khi tìm được rồi vương chuyện này chỉ biết bị mạnh mẽ trấn áp xuống dưới thậm chí bọn họ còn sẽ đã chịu xử phạt liền như vậy tính, liền như vậy nhịn, không nghẹn khuất sao. Hỏa bộ trưởng lão tính tình hỏa bạo kia có thể làm sao bây giờ, đại. Ly là cao tầng người vương chỉ biết trách cứ chúng ta, căn bản sẽ không giúp ta xuất đầu. Rốt cuộc mặt trên quan hệ thực phức tạp, người Long đã chết, liền đã chết, vương sẽ không để ý. Thủy bộ trưởng lão thở dài nói, chính là ta để ý. Hỏa bộ trưởng lão bạo nộ nói, chúng ta người, bị chính mình giết chết, chẳng lẽ chúng ta cái gì đều không làm, nếu không phải thổ dân long liều chết bảo hộ chúng ta, chúng ta hôm nay cũng muốn chết ở nơi đó. Bọn họ đã chết, thù, chúng ta đều không thể báo, chúng ta lấy cái gì báo, phát. Động chiến tranh, còn không có bắt đầu liền sẽ kinh động vương. Sau đó bị trấn áp xuống dưới, hoặc là chúng ta năm cái đi liều mạng, đi lên đã bị đại ly giết. Báo thù, ha 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 ha. Mộc bộ trưởng lão cười khổ nói. Có một cái báo thù biện pháp các ngươi có làm hay không? Thổ bộ trưởng lão giờ phút này thần sắc âm trầm mở miệng nói. mươi 3862 xấu hổ tình cảnh. Biện pháp gì? Mộc bộ trưởng lão hỏi, nếu... Ta nói, người làm vẫn là không làm, thù này báo vẫn là không báo, báo. Thủy người long cùng hỏa người long là bởi vì chúng ta chết chúng ta không có lực lượng báo thù chẳng lẽ liền không báo thù sao mộc bộ trưởng lão hung hăng mở miệng nói lạc vô cực thổ bộ trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói nháy mắt liền trầm mặc các người cũng biết hiện tại có thể có năng lực giúp chúng ta báo thù chúng ta nhận thức cũng cũng chỉ có lạc vô cực chúng ta các bộ vương không cần đi tìm bởi vì dù sao sẽ đem loại chuyện này áp xuống tới chúng ta duy nhất có thể đi tìm cũng chỉ có lạc vô cực đây là một kiện rõ ràng sự tình bởi vì toàn bộ thứ năm kỷ nguyên gặp được sự tình hiển nhiên tìm lạc vô cực là tốt nhất phương án hơn nữa bọn họ đích xác cùng lạc trần nhận thức liền tính là không có giao tình cũng ít nhất nhận thức bảo hộ lột ra thủy bộ trưởng lão kinh ngạc nói lạc vô cực người nào bọn họ đều rất rõ ràng ăn thịt người không nhả xương hơn nữa vĩnh viễn đều sẽ không từ lạc vô cực trong tay chiếm được tiện nghi, thỉnh lạc vô cực ra tay, đại giới sẽ cực cao, chỉ có này một cái biện pháp. Thổ bộ trưởng lão tàn nhẫn thanh mở miệng nói, các ngươi làm, vẫn là không làm. Thổ bộ trưởng lão nhìn còn lại bốn người, bốn người hai mặt nhìn nhau, cho nhau nhìn nhìn. Bọn họ ở do dự, ở dối rắm không làm, chuyện này liền không cần nói chuyện. Người ta coi như sự tình gì đều không có phát sinh, bọn họ đã chết, liền đã chết. Thổ bộ trưởng lão mở miệng nói, làm. Hỏa bộ trưởng lão bỗng nhiên mở miệng, "Làm giết Đại Ly, lộng chết hắn là được chúng. Ta là năm bộ trưởng lão, nhưng là hiện giờ chúng ta liền năm bộ người đều bảo hộ không được. Báo thù cũng làm không đến, có chút lời nói bọn họ chỉ có thể lạn ở trong lòng. Không có biện pháp nói ra, đó chính là Vương hiện tại đã bắt đầu không để bụng năm bộ sinh tồn cùng tử vong. Vương chỉ là đưa bọn họ coi như công cụ, đã không có vương, bọn họ bị khi dễ." liền xuất đầu người đều không có làm như vậy tuy rằng có phản bội hiểm nghi nhưng là bọn họ vẫn là quyết định làm như vậy chúng ta đi phía trước cuối cùng một lần đi tìm các bộ vương cuối cùng xác nhận một lần hỏa bộ trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói nếu vương đồng ý hỗ trợ báo thù như vậy chúng ta liền thỉnh vương ra tay nếu không có đồng ý như vậy chúng ta nên làm như thế nào liền như thế nào làm như vậy chúng ta cũng không thẹn với lương tâm hỏa bộ trưởng lão thở dài nói hảo năm vị trưởng lão hành động phản hồi đệ nhất kỷ nguyên đi đi tìm các bộ vương thỉnh cầu vương ra tay mộc bộ mộc nhân vương cùng mộc mà vương ở phía trước thất vương chi chiến đã chết trận giờ phút này chỉ có một mộc thiên vương mộc bộ trưởng lão quỳ gối bên ngoài đã đem sự tình báo cho mộc thiên vương hy vọng mộc thiên vương có thể ra tay đánh chết đại ly đại ly hiện tại còn không thể chết được trên người hắn còn có nhiệm vụ chờ nhiệm vụ hoàn thành sau rồi nói sau mộc thiên vương thanh âm lạnh nhạt vang lên minh bạch mộc bộ trưởng lão giờ phút này lui xuống hắn không có dư thừa nói nhưng là hắn thất vọng rồi còn có nhiệm vụ không thể chết được hơn nữa nhiệm vụ hoàn thành sau mộc thiên vương cấp ra chính là lại nói mà không phải nói giết đối phương mà mặt khác một bên kỳ thật hỏa bộ trưởng lão thổ bộ trưởng lão đám người được đến tin tức là không sai biệt lắm thổ bộ trưởng lão quỳ trên mặt đất chảy nước mắt đại cục làm trọng phái người đi tìm một chút thổ dân long đi có lẽ còn sống thổ dân vương thanh âm truyền đến lạnh băng vô tình thổ bộ có rất nhiều người thổ dân long rất quan trọng nhưng là kia muốn tồn tại mới quan trọng một cái người chết cũng không quan trọng hảo đi lãnh hình phạt đi chuyện này ngươi không làm tốt minh bạch thổ bộ trưởng già đi lãnh hình phạt, đó là lôi điện hình phạt. Không ngừng quất đánh ở thổ bộ trưởng lão thân thượng, nhưng là thổ bộ trưởng lão cổ họng đều. Không có cổ họng một tiếng, tuy rằng sớm biết rằng cái gì kết quả. Nhưng là hắn vẫn là cảm thấy mặc danh phẫn nộ cùng thất vọng, đại cục cái gì con mẹ nó đại. Cục có phải hay không có một ngày hắn đã chết cũng là như thế này một câu đại cục làm trọng. Không giải quyết được gì mà hỏa bộ trưởng lão tuy rằng không có bị hình phạt nhưng là đồng dạng cảm thấy nội tâm khó chịu thủy bộ trưởng lão cùng thổ bộ trưởng lão giống nhau mang theo một thân thương đi trở về hắn cũng bị hình phạt rốt cuộc chuyện này là bọn họ thất trách không có xử lý tốt đến nỗi thỉnh vương sát đại ly này tựa hồ chính là một cái che cười kim bộ trưởng lão đồng dạng là mang theo vết thương đầy người đã trở lại ta vì kim bộ vào sinh ra từ nhiều năm như vậy vì kim bộ như thế làm lụng vất vả cả đời đều phụng hiến cấp kim bộ ta chỉ cầu một việc chỉ cầu một kiện như vậy một việc ha 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 kim bộ trưởng lão cười khổ nói năm bộ trưởng lão ngay từ đầu sẽ biết đáp án nhưng là bọn họ vẫn là đi xin chỉ thị vương này xem như tận tình tận nghĩa đi đều đã trở lại xem ra đại gia kết quả đều là giống nhau thổ bộ trưởng lão nhìn nhìn đại gia trừ bỏ mộc bộ trưởng lão cùng hòa bộ trưởng lão mặt khác trưởng lão còn bị hình phạt trừng phạt đi thôi chúng ta đi làm chúng ta lựa chọn sự tình có lẽ này trên thuyền liền rất khó xuống dưới nhưng là ít nhất chúng ta làm sự tình đã là chúng ta không thẹn với lương tâm năm bộ trưởng lão thở dài nói sau đó năm bộ trưởng lão liền rời đi lặng lẽ rời đi đệ nhất kỷ nguyên đi tới rồi thứ năm kỷ nguyên sau đó lại lặng lẽ đi đông đại trụ tìm kiếm lạc trần đi, lão cha, năm cái tao lão nhân tới. Thái tử ra có điểm kinh ngạc, mang vào đi. Lạc trần cũng rất tò mò, năm bộ trưởng lão tìm hắn làm cái gì. Năm bộ trưởng lão cúi đầu, sau đó đi vào thiên vương điện, như. Thế nào làm thành bộ dáng này, chúng ta nhân vi khó các ngươi. Lạc trần mở miệng nói, lạc. Tôn, người cũng đừng cười nhạo chúng ta thổ bộ trưởng lão mở miệng nói, lạc trần sao lại nhìn không ra này đó thương khẳng định không? Phải thế tục làm cho, thế tục bên này cho dù là đối với địch nhân. Cũng sẽ có nhất định tôn trọng, khó được nhìn đến các ngươi năm người bộ dáng này. Lạc Trần cười nói, nhưng là ngay sau đó Lạc Trần lại mở miệng nói, tìm. Chút dược tới, lấy điểm hiệu quả nhanh tới. Đừng làm cho những người khác nhìn đến bọn họ như vậy, cho bọn hắn chưa chút thể diện. Lạc Trần bình lui những người khác đồng thời chính mình cũng đi ra ngoài thực mau năm cái trưởng lão liền thu thập một chút sau đó cầm dược nên ăn vào ăn vào nên sát thượng sát thượng sửa sang lại hồi lâu lúc sau năm bộ trưởng lão tổng xem như nhìn không như vậy chật vật ăn không vừa lúc đuổi kịp cơm điểm cùng nhau ăn chút lạc trần nhưng thật ra thực tùy ý vậy cung kính không bằng tuân mệnh thổ bộ trưởng lão cười nói lạc trần mang theo bọn họ năm người qua đời tục trên đường cái đi kia ra quán mì đi ăn đi, vừa. Lúc các ngươi có thể nhìn đến người quen. Lạc Trần cười mở miệng nói, "Lão, bản 10 chén mì, cho bọn hắn thêm chút thịt bò, ta tới chén tố mặt là được." Lạc Trần tìm một cái bàn ngồi xuống, mà giờ phút này năm bộ trưởng lão nhưng thật ra ngây ngẩn. Cả người bởi vì trong tiệm người phục vụ là thủy nếu cùng thủy chỉ. Mộc Thiên cũng ở chỗ này hỗ trợ, mấy đôi mắt bốn mắt nhìn nhau, mang các ngươi tới nơi này ăn như vậy các ngươi liền không lo lắng ta sẽ hạ độc lạc trần cười mở miệng nói mộc thiên đám người nhưng thật ra không nói gì thực mau liền bưng mì thịt bò tới rồi năm bộ trưởng lão trước mặt mộc thiên đám người nhưng thật ra biết nên nói cái gì không nên nói cái gì dù sao là không nhắc tới kim nhân long sự tình ở chỗ này quá có khỏe không mộc bộ trưởng lão xấu hổ nhìn mộc thiên thực hảo phi thường hảo Mộc Thiên cười mở miệng nói. So đi theo ngươi bán mạng. Sau đó còn đem ta bán muốn hảo rất nhiều. Mộc Thiên sắc mặt lãnh xuống dưới mở miệng nói. mươi 3863 điểm danh thế cục. Lời này làm người một trận xấu hổ, đặc biệt là nhìn về phía thủy nhược thời điểm. Thủy bộ trưởng lão cũng cúi đầu, ăn đi, không hạ độc. Mộc Thiên đám người mở miệng nói. Sau đó nên làm gì đi làm gì, năm bộ trưởng lão nhìn trước mắt mặt. Tuy rằng bọn họ có thể tích cóc, nhưng là vẫn như cũ vẫn là cầm lấy chiếc đũa ăn lên, nóng hầm hập mặt làm vài vị trưởng lão nội. Tâm tựa hồ ấm áp rất nhiều, ít nhất kiếp sau tục nhân ra sẽ cho bọn họ chữa thương. Còn sẽ dẫn bọn hắn ăn cái gì, này đó ở bọn họ trong bộ lạc. Hiện giờ đã nhìn không tới, ăn xong mặt lạc trần mang theo vài người về tới thiên vương điện. Ngồi xuống sau, lúc này đây lạc trần nhưng thật ra làm người đưa tới một ít cà phê cũng không có uống trà, tìm ta sự tình gì. Lạc Trần đạm mạc mở miệng nói, thần sắc thực bình tĩnh, chúng ta. Hòa bộ trưởng lão do dự một chút, không biết nói như thế nào xuất khẩu, chúng. Ta muốn thỉnh ngươi giúp ta sát cá nhân. Thổ bộ trưởng lão cuối cùng vẫn là nói ra, giết ai. Lạc Trần tự nhiên cũng là biết rõ, cố hỏi, đệ. Nhất kỷ nguyên một người, đại ly, hiện giờ liền ở nam đại trụ, có thể lạc trần trả lời làm năm bộ trưởng lão rất là ngoài ý muốn ngươi không nói chuyện điều kiện năm bộ trưởng lão kinh ngạc nói ta tưởng năm vị tới tìm ta giết người hẳn là đã nghĩ kỹ phải cho ta cái gì ta hà tất hỏi nhiều đâu lạc trần mở miệng nói hơn nữa lạc trần kỳ thật đã tính tới rồi hoặc là đoán được đó chính là năm bộ trưởng lão có thể tới tìm hắn hẳn là không hề biện pháp cũng chính là chuyện này năm bộ vương sẽ không nhúng tay cũng sẽ không quản bằng không năm bộ trưởng lão như thế nào sẽ tìm đến hắn rốt cuộc bọn họ tuy rằng là cũ thức nhưng là ở lập trường thượng kia nhưng đều là địch nhân a à, nếu không có gì cho ta cũng có thể sát tới thứ năm kỷ nguyên phàm là có thỉnh cầu chỉ cần hợp lý ta đều sẽ hỗ trợ lạc trần mở miệng nói vì cái gì năm bộ trưởng lão nghi hoặc nói ta là thứ năm kỷ nguyên ông vua không ngai cái này lý do đủ sao Lạc Trần mở miệng nói, các người tới thứ năm kỷ nguyên, ta có thể đem các ngươi cho rằng thứ năm kỷ nguyên người. Lạc Trần lại lần nữa mở miệng nói, này cách cục nháy mắt liền mở ra cùng năm bộ chi vương đối. Lập cũng lập tức liền ra tới, lời này năm bộ trưởng lão cả người đột nhiên chấn động. Đảo không phải ta muốn châm ngòi ly rán, mà là các người đều có thể đủ tới tìm ta, thuyết minh đệ nhất kỷ nguyên vương nhóm. Không nghĩ giúp các ngươi, sự tình ta đã nghe nói thủy bộ thủy người long cùng hỏa người long đã chết thổ dân long cùng kim nhân long mất tích. Các ngươi làm ta sát đại ly, hẳn là cho rằng cái này đại ly chính là hung thủ ta. Càng muốn tới rồi, các ngươi vương bởi vì các loại nguyên nhân, quyết định không giết đại ly. Không báo thù, ba vị trên người thương, hẳn là chính là đã chịu trách phạt. Lạc Trần mở miệng nói, lời này làm năm bộ trưởng lão một trận trầm mặc. Nguyên lai Lạc Vô Cực đã đoán được hết thầy, năm vị cùng ta nhận thức cũng không phải một ngày hai ngày, có chút lời nói ta cứ việc nói thẳng. Lạc Trần nhìn năm bộ trưởng lão mở miệng nói, tuy rằng chúng ta là đối địch nhưng là chư vị cũng thấy được thế tục như thế nào. Thứ năm kỷ nguyên như thế nào, các ngươi đệ nhất kỷ nguyên lại như thế nào. Đại gia trong lòng đều có một cây cân, các ngươi có thể chính mình cân nhắc, mộc. Thiên đoàn người, ở chư vị trong mắt, hẳn là chỉ là hai tử, một trăm nhiều thiên tài ta tưởng năm vị trưởng lão là sẽ không hạ như thế nhẫn tâm đi bán đứng bọn họ thậm chí làm cho bọn họ chịu chết lạc trần lại lần nữa mở miệng nói đây là lời nói thật năm bộ trưởng lão lúc trước xử lý vô tận vực sâu thời điểm phái thiên tài chịu chết kỳ thật sau lưng có càng sâu nguyên nhân rốt cuộc sau lưng đề cập đến vương một ít ý chí không nói chuyện cập đúng sai các ngươi năm vị lưng đeo nhiều ít này đó chướng cũng đều là tính ở các ngươi năm vị trên đầu, cho. Nên ta tưởng nói chính là các ngươi năm vị thật sự hẳn là hảo hảo ngẫm lại. Này hết thảy đến tột cùng là vì cái gì, hoặc là các ngươi được đến cái gì? Lạc Trần mở miệng nói, bất luận kẻ nào làm bất cứ chuyện gì, kỳ thật đều có một cái động cơ. Hoặc là mục đích ta lời này cũng không phải là muốn xúi dục chư vị. Muốn chư vị gia nhập ta thế tục. Lạc Trần lại lần nữa bổ sung nói, Lạc Trần lời này chỉ là cấp 5 vị trưởng lão mai phục một cái. Hạt giống, cấp 5 vị trưởng lão kia vốn là cùng ngũ hành bộ ngăn cách lại lần nữa gia tăng một. Ít, vậy ngươi là tưởng ta chỉ là muốn cho chư vị nhảy ra nhìn xem. Chư vị làm những chuyện như vậy đến tột cùng là đang làm cái gì, vì... Ngũ hành bộ, vẫn là vì các ngươi chính mình, lại hoặc là vì mặt khác người nào, đáng. Giá cùng không, chư vị chính mình đánh giá. Lạc Trần mở miệng nói, này kỳ thật là là ám chỉ năm vị trưởng lão rồi. Năm vị trưởng lão đừng bị ngũ hành bộ vương trở thành công cụ người, năm vị trưởng lão bất động. Thanh sắc nhưng là bọn họ nội tâm cũng biết Lạc Trần nói chính là có ý tứ gì, chuyện này. Bọn họ đích xác suy xét quá, nhưng là bọn họ không có làm ra lựa chọn, bọn họ chỉ là nghĩ. Thỉnh Lạc Trần giết người, sau đó mặt sau, là tiếp tục đương người khác trong tay công cụ vẫn là làm mặt khác sự tình gì nhưng là lạc trần lời nói lại làm năm vị trưởng lão có chút ý thức được bọn họ hiện tại đến tột cùng đang làm cái gì đâu xâm lấn thứ năm kỷ nguyên cấp thứ năm kỷ nguyên mang đến tai nạn nhưng là bọn họ ngũ hành bộ đâu năm vị trưởng lão cũng không ngốc như là thiên nhân nói cung chờ thế lực lớn kỳ thật muốn so ngũ hành bộ càng thêm lợi hại thật muốn xâm lấn thứ năm kỷ nguyên như vậy thiên nhân nói cung chờ thế lực hoàn toàn có thể xung phong nhưng là ngũ hành bộ vì sao thành xung phong người bởi vì chiến tranh yêu cầu pháo hôi bọn họ ngũ hành bộ chính là pháo hôi giống như là lúc trước đối đãi kia một trăm nhiều ngày mới giống nhau ngũ hành bộ vốn dĩ liền không bị thiên nhân nói cung chờ thế lực lớn xem thượng thậm chí chín di chờ thế lực vẫn luôn muốn tiêu diệt ngũ hành bộ lạc trần một phen lời nói trực tiếp liền điểm danh yếu hại hoặc là lạc trần vì sao phải dẫn bọn hắn đi gặp mộc thiên này đó hài tử bởi vì ngũ hành bộ tình cảnh liền cùng những cái đó hài tử lúc trước giống nhau như đúc chỉ là pháo hôi hoặc là nói trận chiến tranh này ngũ hành bộ không phải ích lợi giả chỉ là hy sinh giả chiến tranh thắng ngũ hành bộ bởi vì xung phong cũng tiêu hao không sai biệt lắm đến lúc đó chín di hoặc là thiên nhân nói cung có thể không cần tốn nhiều sức liền có thể hủy diệt toàn bộ ngũ hành bộ chiến tranh thua ngũ hành bộ đã chết sạch thiên nhân nói cung chờ thế lực lớn lại lần nữa trên đỉnh là được mộc bộ đã chết hai người vương đúng không lạc trần nhìn về phía mộc bộ trưởng lão lời này làm mộc bộ trưởng lão đột nhiên run lên đây là ở nhắc nhở mộc bộ trưởng lão mộc bộ chỉnh thể thực lực đã trượt xuống thậm chí tự bảo vệ mình năng lực đều không cụ bị vương chẳng lẽ không biết sao có Lẽ biết, vô pháp thay đổi, có lẽ còn có một loại khả năng. Lạc Trần nhìn năm bộ trưởng lão mở miệng nói, có lẽ đây là một hồi giao dịch đâu, giao. Dịch đối tượng chính là các ngươi này đó ngũ hành bộ những người khác đâu. Lạc Trần khóe miệng xẹt qua một mạt cười lạnh, cái này làm cho năm bộ trưởng lão nháy mắt mồ hôi. Lạnh liền xuống dưới, bán 100 người là bán, bán 1 ngàn cái, một vạn cái. Mấy chục vạn cũng là bán, thủy nhược bọn họ không phải bị bán sao? như vậy các ngươi lại dựa vào cái gì cảm thấy chính mình sẽ không bị bán đi. mươi 3864 chỉ điều minh lộ. Năm bộ trưởng lão thần sắc lại khó bảo toàn cầm ở, bọn họ thần sắc đột nhiên cả kinh. Mồ hôi lạnh đều xuống dưới, sắc mặt tái nhợt. Cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ ngũ hành bộ thật là vật hy sinh. Là bị bán đi sao, bọn họ phía trước không phải không có như vậy một tia hoài nghi nhưng là hiện tại lạc trần như vậy vừa nhắc nhở tựa hồ bọn họ giống như thật sự liền ở vào loại tình huống này bên trong chính là vương như thế nào sẽ nếu các ngươi vương tự thân khó bảo toàn hoặc là nói các ngươi vương trước một bước đảo hướng về phía thế lực khác đâu hơn nữa ta muốn sửa đúng các ngươi một chút ngũ hành bộ vương bất tử các ngươi chính là chết sạch ngũ hành bộ còn ở nhưng là vương đã chết ngũ hành bộ cơ hồ thực mau liền hủy diệt chủ yếu và thứ yếu quan hệ các ngươi muốn làm rõ ràng lạc trần mở miệng nói lời này làm năm bộ trưởng lão lại lần nữa trầm mặc lạc trần nói không phải nói hưu nói vượn trên thực tế đích xác như thế ngũ hành bộ chỉ cần vương còn ở ngũ hành bộ liền còn ở bọn họ có ở đây không kỳ thật không như vậy quan trọng chúng ta ngay từ đầu chính là pháo hôi năm bộ trưởng lão nhíu mày nói không phải ta coi khinh các ngươi, phái các ngươi năm cái, hơn nữa ngũ hành bộ tới sung phong. Đừng nói đối thượng ta, chính là đối thượng đệ tam hoặc là đệ nhị kỷ nguyên. Các ngươi cũng vô pháp lấy được quá lớn yêu thế, các. ngươi tác dụng bản thân liền không lớn, chỉ là hấp dẫn chúng ta lực chú ý. Hoặc là nói phân tán lực chú ý mà thôi. Lạc Trần mở miệng nói, đây là một sự thật đệ nhất kỷ nguyên xâm lấn ngũ hành bộ bên này thật sự liền một đám pháo hôi nhân vật không thể nói không dùng được. Nhưng là đích xác tác dụng sẽ không quá lớn, nhưng là đệ nhất kỷ nguyên bên này vẫn là làm ngũ. Hành bộ sung phong, này bản thân liền rất có vấn đề, cho nên. Mặc dù là kim nhân long bên kia không nói cho Lạc Trần kế hoạch. Lạc Trần kỳ thật cũng ở phòng bị, rốt cuộc đệ nhất kỷ nguyên ra tay. Làm một cái ngũ hành bộ ra tay trước, này bản thân liền rất kỳ quái, cho nên chúng ta tình cảnh năm bộ trưởng lão nhíu mày nói cùng lắm thì hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng chúng ta không làm hỏa bộ trưởng lão tính tình táo bạo lập tức liền nổi giận bình tĩnh một chút lạc tôn nếu ngươi biết này hết thảy chúng ta có thể hay không mộc bộ trưởng lão hỏi không thể lạc trần mở miệng nói ngươi không thể trông cậy vào thứ năm kỷ nguyên bên này không hoàn thủ Rốt cuộc chúng ta là địch nhân, lập trường thượng là vô pháp thay đổi. Chúng ta không giết các ngươi, các ngươi liền sẽ động thủ giết chúng ta." Lạc Trần đơn giản mở miệng nói, "Các ngươi có cãi lời vương lệnh tư bản sao, hoặc là nói ngũ hành bộ có bao nhiêu người sẽ nghe các ngươi, mà không phải đi nghe vương mệnh lệnh?" Lạc Trần hỏi ngược lại, điểm này đích xác khó làm. Ngũ hành bộ bên này rất nhiều người là không biết cụ thể tình huống, hoặc là sẽ không để ý cũng sẽ không tin tưởng cái này làm cho năm bộ trưởng lão thực khó xử bọn họ thật sự không nghĩ ngũ hành bộ những người này bạch bạch chịu chết cũng không thể trông cậy vào lạc trần bên này thủ hạ lưu tình đối ngũ hành bộ này đó địch nhân nhân từ các người a là liền ai là các ngươi địch nhân đều không có làm rõ ràng liền mơ màng hồ đồ đúc kết vào được lạc trần lắc đầu nói ngũ hành bộ bị đương thương xử là pháo hôi chuyện này kỳ thật không riêng gì lạc trần bên này thấy được rõ ràng, đệ nhị kỳ đệ tam nguyên. Thậm chí long nghệ bên kia đều xem đến minh bạch, hoặc là nói cao tầng đều minh bạch. Di độc không rõ, chính là ngũ hành bộ vương dưới người, đến nỗi vương vì sao cam nguyện hy sinh. Ngũ hành bộ, kỳ thật cũng thực hảo lý giải, bởi vì bất tử thiên vương đám người nếu thật sự ra. Tay, đó là ngũ hành bộ vương cũng không giữ được ngũ hành bộ khả năng ngũ hành bộ vương đô sẽ ngã xuống nhưng là nếu dùng ngũ hành bộ tới làm pháo hôi ít nhất vương còn có thể đủ tồn tại đơn giản như vậy lựa chọn đề vương tự nhiên lựa chọn người sau nói đến cùng các ngươi mới là đám kia vai hề thái tử ra giờ phút này đi bộ vào được đều không có làm minh bạch vì cái gì đánh tới đánh lui liền hạt đúc kết các ngươi đã ở đệ nhất kỷ nguyên bên kia đóng quân đi thái tử ra mở miệng nói các người như thế nào sẽ biết thủy bộ trưởng lão nghi hoặc nói chúng ta ở các ngươi đệ nhất kỷ nguyên khẳng định cũng có người a bằng không này trượng còn như thế nào đánh chúng ta không chỉ có biết các ngươi đóng quân chúng ta còn biết các ngươi tính toán dùng mười muôn lần chết hầu tự bạo thái tử gia lại lần nữa mở miệng nói lời kia vừa thốt ra ngũ hành bộ trưởng lão liền ngốc đây chính là tuyệt mật tin tức a người bình thường sẽ không biết lạc vô cực bên này liền cái này đều đã biết như vậy thái quá sao kinh ngạc sao thái tử ra ông cụ non mở miệng nói đến lúc đó các ngươi cũng vào được sau đó một tạc phanh mọi người đều hóa thành cặn bã các ngươi cũng là hóa thành cặn bã thái tử ra khoa tay múa chân nói này năm bộ trưởng lão giờ phút này thật sự đã tê dần một đám người thông minh đem các ngươi đương hầu chơi các ngươi còn tung ta tung tăng cho nhân ra làm việc Thái tử gia châm chọc nói, hiển nhiên hắn là tới sướng mặt đen ta. Là các ngươi a, à, đã sớm thắt cổ đi, còn muốn cởi quần cái loại này thắt cổ, bởi vì mất mặt a. À. Thái tử gia chừng mắt năm bộ trưởng lão, năm bộ trưởng lão tuy rằng cảm thấy khó nghe, nhưng là chỉ có thể chịu, rốt cuộc ngươi không thể cùng cái này hùng hai tử đi so đo đi, thế. Cục như vậy trong sáng, các ngươi có phải hay không rất khổ sở. Thái tử gia mở miệng nói, cùng lắm thì chúng ta cùng bọn họ đồng quy vu tận, cũng không thể làm cho bọn họ như vậy lợi dụng chúng ta. Hỏa bộ trưởng lão vẫn như cũ có lửa giận hiện. Tại là các ngươi vương muốn bán các ngươi, các ngươi lấy cái gì tới ngăn cản? Lạc Trần hỏi ngược lại, vương vì tự bảo vệ mình, bán phía dưới người liền đơn giản như vậy bọn, họ sao lại có thể, hoặc là nói bọn họ như thế nào sẽ thủy bộ trưởng lão thực thương tâm rất khổ sở thậm chí có điểm khó có thể tiếp thu đệ nhất kỷ nguyên vương đại đa số đều là bởi vì thiên địa hoàn cảnh trồng chất lên hơn nữa vương cũng sẽ thay đổi có lẽ thành vương trước đích xác lấy bảo hộ phía dưới nhân vi nhiệm vụ của mình nhưng là thời gian lâu rồi sơ tâm cũng sẽ thay đổi lạc tôn chúng ta chẳng lẽ liền không có biện pháp sao hỏa bộ trưởng lão mở miệng nói các người có thể dẫn dắt các ngươi ngũ hành bộ toàn thể tạo phản sao? Lạc Trần hỏi ngược lại, không thể. Hỏa bộ trưởng lão mở miệng nói, đây là không có khả năng. Năm cái trưởng lão mang theo ngũ hành bộ đi tạo phản, đi phản vương. Này không phải chê cười sao, Lạc Tôn, ngươi cứu một chút chúng ta, ta. Biết ngươi khẳng định có biện pháp. Hỏa bộ trưởng lão bỗng nhiên đứng lên. Đối với Lạc Trần ôm quyền nhất bái, sau đó bỗng nhiên thình thịch một tiếng liền quỳ xuống đi nhìn đến tính tình nhất táo bạo hòa bộ trưởng lão quỳ xuống đi mặt khác mấy cái trưởng lão giờ phút này cũng quỳ xuống đi năm cái trưởng lão quỳ trên mặt đất khẩn cầu lạc trần chỉ ra một cái minh lộ này các ngươi còn không bằng cầu hắn lạc trần chỉ chỉ thái tử ra thái tử ra giờ phút này ngẩng đầu ưỡn ngực hùng dũng ngoai vệ khi phách hiên ngang đã đi tới tuần tra vài vòng sau đó nhìn năm bộ trưởng lão ta đích xác có biện pháp, lời kia vừa thốt ra, năm bộ trưởng lão đều ngốc. Một cái hài tử còn có biện pháp, này như thế nào, cảm giác như vậy không đáng tin cậy đâu, nhưng... Là thái tử ra giờ phút này bỗng nhiên mở miệng nói. Các người biết đánh giả tái sao? mươi 3865 phản chế kế hoạch. Cái gì đánh giả tái? Hỏa bộ trưởng lão nghiêm túc mở miệng nói, hiện giờ bọn họ nếu như bị bắn, lại không thể phản kháng nói đích xác nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp chính. Là ở chiến tranh bên trong cố ý thua trận đương. Nhiên, này cũng yêu cầu các ngươi nào đó thời điểm bán một ít người, nếu các ngươi thua trận, như vậy ngươi đã có thể mạng sống. Lại ít nhất không ở bên ngoài thượng bị nhìn ra tới. Thái tử gia lại lần nữa mở miệng nói, sau đó thái tử gia kỹ càng tỉ mỉ triển khai nói một ít cụ thể kế hoạch cái này làm cho hỏa bộ trưởng lão đám người ánh mắt sáng ngời, đây là yêu cầu lạc. Trần bên này hỗ trợ mới có thể hoàn thành. Bằng không bọn họ vô pháp hoàn thành, nhưng là này đích xác có thể cho ngũ hành bộ bên này sống. Sót không ít, đương nhiên thuyết phục năm bộ trưởng lão cố ý thua trận chiến tranh. Đây là lạc trần kế hoạch một bộ phận, ngũ hành bộ rất quan trọng. Bởi vì ngũ hành bộ hiện giờ chiếm cứ đệ nhất kỷ nguyên cùng thứ năm kỷ nguyên lối vào cũng chính là thứ năm kỷ nguyên cùng đệ nhất kỷ nguyên chỗ giao giới đã bị ngũ hành bộ chiếm. Cứ, nếu lúc này, ngũ hành bộ ở thời khắc mấu chốt phản chiến nói. Như vậy liền dễ đối phó kia mười muôn lần chết hầu tự bạo sự tình, rốt cuộc đến lúc đó nói không? Chừng có thể đem mười muôn lần chết hầu đổ ở đệ nhất kỷ nguyên bên kia tự bạo hoặc là dứt khoát. Lãng phí rất bọn họ khoảnh khắc phương hoa, lạc trần suy nghĩ một chút mười muôn lần chết hầu hẳn là sẽ không ở tiến vào thứ năm kỷ nguyên lúc sau mới mở ra khoảnh khắc phương hoa mà là hẳn là sẽ lựa chọn trước mở ra khoảnh khắc phương hoa trạng thái thời điểm lại tiến vào thứ năm kỷ nguyên tự bạo cứ như vậy liền có thể lấp kín mười muôn lần chết hầu chỉ cần kiên trì đến khoảnh khắc phương hoa thời gian kết thúc như vậy đệ nhất kỷ nguyên cái này kế hoạch cũng liền phế đi đương nhiên bước đầu tiên chính là muốn xóa sạch ngũ hành bộ chiếm cứ lối vào mới có thể thực hiện nếu có thể thuyết phục ngũ hành bộ không lo pháo hôi như vậy chuyện này liên tính là có chuyển cơ mà hiện tại thái tử gia cùng lạc trần một cái mặt trắng một cái mặt đỏ chính là vì thuyết phục ngũ hành bộ đương nhiên lạc trần cũng không có lừa gạt ngũ hành bộ bọn họ thật là bị đẩy đi lên pháo hôi năm bộ trưởng lão sau khi nghe xong tức khắc trước mắt sáng ngời cái này kế hoạch thực hảo tốt nhất đến lúc đó hạ điểm độc cho các ngươi người ngắn ngủi mất đi sức chiến đấu như vậy liền càng tốt thái tử gia mở miệng nói đây cũng là cái biện pháp mộc bộ trưởng lão gật đầu tán đồng nói kế hoạch đâu chính là như vậy chúng ta tiến công trước sẽ đem kế hoạch gõ định hảo nhưng là chúng ta yêu cầu các ngươi cung cấp một chút kia mười muôn lần chết hầu hướng đi thái tử gia lại lần nữa mở miệng nói này không có vấn đề thủy bộ trưởng lão một ngụm liền đáp ứng rồi bọn họ hiện tại không có nói điều kiện tư cách cho các ngươi một người một cái di động đem điện thoại thu hảo thái tử ra móc ra năm cái di động sau đó lại dạy một chút năm bộ trưởng lão như thế nào xử dụng trận chiến tranh này sau khi kết thúc đâu chúng ta nên xử lý như thế nào mộc bộ trưởng lão lại hỏi các ngươi người chúng ta trước mắt không dám tiếp thu lạc trần trực tiếp mở miệng nói đây là có nguyên nhân như là những người khác tỉ như mộc thiên đám người gần nhất nhân số thiếu thứ hai nhân ra là chính mình đầu hàng nhưng là ngũ hành bộ dân cư đông đảo tuy rằng có chút nhân thể nội có gen gông xiềng nhưng là cũng có một bộ phận nhân thể nội là không có gen gông xiềng những người này một khi mạnh mẽ tiếp nhận lại đây đến lúc đó tạo phản lên thi triển khoảnh khắc phương hoa kia phiền toái có thể to lắm, rốt cuộc những người này bên trong khẳng định không phải thiệt tình đầu hàng, thậm chí không thể coi như tù binh liền không có biện pháp sao? đi tìm xem trần có lẽ có biện pháp lạc trần mở miệng nói nếu tìm trần nói trần kia nếu còn có một thế hệ gen gông xiềng nói làm ngũ hành bộ nhân thể nội chồng lên gen gông xiềng nói như vậy thế tục bên này mạnh mẽ tiếp nhận làm ngũ hành bộ người sống sót điểm này là không có vấn đề, năm bộ trưởng lão giờ phút này bỗng. Nhiên phát hiện rất nhiều chuyện thật sự không phải bọn họ tưởng tượng giữa như vậy, bọn họ có. Lẽ sẽ trở thành tội nhân, rốt cuộc một cái bán đứng ngũ hành bộ. Nếu Trần bên kia thật sự có gen gông xiềng nói, bọn họ còn phải cho ngũ hành bộ người chồng lên gen gông xiềng, như vậy không biết bao nhiêu người sẽ hận bọn hắn thậm chí thanh danh muốn để tiếng xấu muôn đời nhưng là bọn họ lại không thể không làm như vậy bởi vì bọn họ chỉ là muốn ngũ hành bộ người sống sót kim nhân long kỳ thật là xem minh bạch rất nhiều đồ vật tuy rằng không có nói ra nhưng là hắn làm sao lại không phải muốn bảo hộ ngũ hành bộ người bảo hộ càng nhiều người bởi vì này đó chiến tranh chỉ là cá nhân dã tâm chiến tranh hoàn toàn là không cần phải ngũ hành bộ trưởng lão bị lạc trần đánh thức hiện giờ cũng chỉ có thể làm ra bảo hộ ngũ hành bộ đại đa số nhân tính mệnh cái này lựa chọn ta trực tiếp ra tay giết rớt đại ly sẽ khiến cho đối phương hoài nghi đối phương sẽ đoán được ta đã biết rất nhiều kế hoạch cho nên ta còn cần một cái lý do một cái đánh chết đại ly lý do lạc trần mở miệng nói hắn như vậy trực tiếp qua đi đánh chết đại ly hành vi quá rõ ràng thực dễ dàng rút dây động rừng. Cái này chúng ta tới nghĩ cách. Năm bộ trưởng lão mở miệng nói, các người biện pháp không nhất định dùng tốt ta đã giúp các ngươi nghĩ kỹ rồi biện pháp. Thái tử ra mở miệng nói, các ngươi làm bộ phái người đi quấy rối chúng ta thế tục người. Tính toán vượt rào, sau đó lão cha tự nhiên sẽ ra tay. Đến lúc đó phái người chạy trốn thời điểm, liền triều đại cách này biên chạy. Thái tử ra mở miệng nói, một khi đệ nhất kỷ nguyên người dám bước ra nam đại trụ quấy giày địa. Phương khác người nói, lạc trần bên này ra tay, chính là hợp tình hợp lý. Đại ly sau khi chết, hẳn là có những người khác trên đỉnh tới. Đại ly khẳng định sẽ không tin tưởng các ngươi. Nhưng là những người khác không thấy được không tín nhiệm các ngươi. Lạc Trần mở miệng nói, rốt cuộc đại ly giết ngũ hành bộ người, này đã có khoảng cách mà những người khác còn lại là không có cái này khoảng cách những người khác chúng ta cũng muốn bán đứng. Hòa bộ trưởng lão hỏi, hắn đã hiểu thái tử ra ý tứ tổng. Không thể làm nhân ra giúp chúng ta, chúng ta cái gì tỏ vẻ đều không có đi. Chúng ta hiện tại là ở trong kẽ hở cầu sinh tồn. Mộc bộ trưởng lão vỗ vỗ hỏa bộ trưởng lão bà vai mở miệng nói, thế. Sự khó liệu à, cuối cùng chịu cứu chúng ta, cư nhiên là chúng ta đã từng địch nhân thổ bộ trưởng lão cười khổ một tiếng là các ngươi ngay từ đầu liền không có minh bạch các ngươi chân chính địch nhân là ai lạc trần mở miệng nói lời này làm năm bộ trưởng lão đột nhiên run lên đúng vậy đây mới là chân chính nguyên nhân năm bộ trưởng lão đi trở về xuống tay đi ăn bài người cố ý vượt rào đi kim nhân long bên kia đồng dạng cũng về tới ngũ hành bộ hơn nữa cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường tới hắn lửa giận ngập trời đi tìm kim bộ vương, hy vọng vương hỗ trợ đánh chết đại ly. Vì những người khác long báo thù, bắt đầu vương thực nhu hòa. Nhưng là kim nhân long vẫn luôn không ngừng khẩn cầu vương ra tay. Vương cuối cùng dứt khoát ra tay đem này trấn áp ở ly bếp lò hạ ba ngày ba đêm. Bị lò hỏa rèn luyện cùng cha tấn ba ngày ba đêm, chớ có hỏng rồi đại sự. Kim bộ kim nhân vương lời nói lạnh băng dặn dò kim nhân long, kim nhân long ở ngày thứ tư thời điểm khuất phục, xin tha. Mà Kim Nhân Long bị thả ra sau, tự hồ bởi vì nản lòng thoái chí. Lựa chọn hồi đệ nhất kỷ nguyên đi. mươi 3866 tập sát. Đây là một hợp lý lý do, ngay cả Vương Đô chưa từng hoài nghi Kim Nhân Long hồi đệ nhất kỷ. Nguyên chuyện này, rốt cuộc đã chết ba cái, mất tích một cái. Này đối với người sống sót Kim Nhân Long tới nói. Đả kích quá lớn, hơn nữa Kim Nhân Long còn không thể báo thù hiện tại nản lòng thoái chí về tới đệ nhất kỷ nguyên này thực hợp lý đương nhiên kim nhân long hồi đệ nhất kỷ nguyên đi tự nhiên không phải thật sự tâm ý nguội lạnh hắn chạy đến vương nơi đó đại náo một hồi đều chỉ là vì làm làm bộ dáng mà thôi mà lạc trần một bên đang đợi năm bộ trưởng lão bên kia hành động một bên ở sau khi tự hỏi mặt đối sách trận chiến tranh này đánh lên tới quá lao lực kỷ nguyên chiến tranh từ tiên hoàng thiên hoàng thiên vương đến trọng có thể đứng ở thiên hạ thương sinh cái này lập trường vương đã chết bốn vị, đặc biệt là thứ năm. Kỷ nguyên, bản thân liền không có mấy cái vương. Cơ hồ toàn bộ chết rớt, đệ nhị kỷ nguyên liền tính là có đầu bạc kiếm thần chế hành. Nhưng là còn có kỷ đệ tam nguyên, mà lạc trần bên này nhìn một chút. Có thể đánh bài kỳ thật không nhiều lắm, lạc trần không phải không có nghĩ tới địa cầu bên kia. Nhưng là lạc trần vẫn luôn cảm thấy địa cầu chính là một cái tương đối với mặt khác kỷ nguyên thế ngoại đào nguyên hơn nữa trên địa cầu cho dù là linh khí sống lại nhưng là đứng ở lạc trần trình tự nhìn lại vẫn là người thường chiếm đa số như vậy liền không muốn làm chiến hỏa đốt tới địa cầu bên kia đi mà lúc này đây thành vương hiển nhiên sẽ không thuận lợi vậy cùng đơn giản rốt cuộc đệ nhất kỷ nguyên muốn hủy diệt chính là thành vương lộ như vậy một khi có người muốn thành vương thế tất liền sẽ phát sinh đại chiến đây cũng là lạc trần vì sao phải săn giết mặt khác kỷ nguyên có cơ hội thành vương thiên tài nguyên nhân bởi vì cái này vương cần thiết nếu là đứng ở thứ năm kỷ nguyên lập trường thượng chẳng sợ không phải đứng ở lạc trần bên này nhưng là chỉ cần có thể bảo hộ thứ năm kỷ nguyên người lạc trần cảm thấy đều có thể lạc ra người làm chuyện này ở hồng biêu trong mắt đã siêu việt lịch đại vương Hồng Biêu nhìn ở tự hỏi Lạc Trần mở miệng nói, ở. Hồng Biêu trong lòng, Lạc Gia, người vẫn luôn chính là thiên. Hồng Biêu cười ngây ngô một tiếng, chủ. Yếu là hình thức vẫn luôn ở biến, hiện tại xem như tương đối tốt. Đại gia vẫn là âm thầm phân cao thấp, không có đánh minh bài. Ta chính là lo lắng một khi đánh minh bài, đến lúc đó thứ năm kỷ nguyên đã có thể phiền toái. Lạc Trần thở dài nói, Lạc Gia, ngươi hẳn là có biện pháp tăng lên chính mình cảnh giới sao không trực tiếp tăng lên đi lên, sau đó hoành đẩy mà đi. Hồng Biêu kiến nghị nói, ta, nghĩ tới vấn đề này, nhưng là làm như vậy, sau lưng có một cái lớn hơn nữa vấn đề. Ta cảm thấy vấn đề này so kỷ nguyên chiến tranh còn muốn quan trọng là Trần có thể nhận thấy được hắn tự thân liên lụy đến bí mật. So kỷ nguyên chiến tranh còn muốn đại, thậm chí khả năng còn muốn quan trọng. Không có biết rõ ràng trước, Lạc Trần sẽ không tùy tiện hành động, rốt cuộc đủ loại dấu vết để đề. lại đều làm Lạc Trần cảm thấy những việc này không đơn giản cứ. Như vậy bồi bọn họ chơi đi, dù cho ta Lạc vô cực không có đặt chân vương cái kia trình tự. Chơi bọn họ cũng đủ, vẫn như cũ có thể đưa bọn họ đùa bỡn với vỗ tay chỉ gian. Lạc Trần tự tin mở miệng nói, bằng không hắn đặt chân vương cảnh, hoành đẩy mà đi giết hắn cái long trời lở đất đó là, mà giờ phút này đã là ngày thứ 9. Năm bộ trưởng lão bên kia rốt cuộc truyền đến tin tức, lão. Cha, năm bộ trưởng lão bên kia an bài thỏa đáng. Thái tử ra mở miệng nói, giờ phút này đông đại trụ biên giới. Mười mấy ngũ hành bộ người đang ở lấm la lấm lét. Thật cẩn thận tới gần, bọn họ này một hàng kế hoạch là lẻn vào đông đại trụ đi hỏi thăm tình. Huống, đây cũng là ngũ hành bộ an bài, đi thôi. Lạc Trần giờ phút này đứng ngạo nghễ trời cao bên trong. Lạnh nhạt nhìn phía dưới, ầm vang, long ngạo thiên đạp thiên mà đến, khí thế bày ra vô cùng. Cả người cả người đều phát ra kim quang. Kim sắc hạt cát ở hắn bên người hợp thành một cái kim quang lấp lánh đại đạo, hắn đứng ngạo nghễ. Ở hoàng kim đuổi đi giá thượng, thân xuyên kim sắc chiến giáp, đầu đội kim sắc chiến quan. Phía sau hiện ra 18 chi kim sắc tiên khí, có thể nói, hắn vừa ra tràng thật là tao bao tới rồi cực hạn thái. Người chở tiểu tặc cũng dám đến đây làm càn, còn không lập tức thúc thủ chịu trói cái. Này làm cho ngũ hành bộ người trong nháy mắt liền ngốc bọn họ bí mật ẩn núp lại đây. Như thế nào còn không có bước vào đông đại trụ đã bị phát hiện, hơn nữa giờ phút này trời cao. Bên trong, cư nhiên là một cái hài tử. Khí thế kiêu ngạo làm người thập phần không thoải mái, mà Long Ngạo Thiên vừa thấy này một đám người cư nhiên không có đem chính mình để vào mắt tức khắc liền càng nổi giận. Tiểu tặc nhóm, thấy bổn thiên đế cư nhiên còn dám như thế làm lơ, ngươi. Chờ thật là tìm chết, long ngạo thiên hành động, ánh vàng, huy mang diệu động thế gian. Chiếu dọi trong thiên địa, thông thấu vô cùng. Động tĩnh cơ hồ bao dung toàn bộ đại giới, nếu không phải hơi thở không đúng. Này tư thái thật sự giống như vương buông xuống giống nhau, ầm vang, long ngạo thiên khống chế kim sắc chiến xa đã đánh sâu vào mà đi đồng thời các loại kim sắc quang mang ngọn lửa lôi điện cuồn cuộn mà đi này phó tư thái đích xác đem đệ nhất kỷ nguyên người hoàng sợ ta đặc hiệu có phải hay không rất đẹp lòng ngạo thiên trộm truyền âm cho thái tử gia đây là thái tử gia nói cho long ngạo thiên đi ra ngoài đánh nhau khác không quan trọng đặc hiệu cùng khí thế quan trọng nhất cho nên che trời lấp đất quang mang tập sát tới cơ hồ là nháy mắt vây quanh đệ nhất kỷ nguyên ngũ hành bộ người, sau đó ngũ hành bộ một trận. Kinh ngạc bởi vì thứ này khí thế bàng bạc thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Nhưng là lực sát thương lại rất thấp, hiển nhiên Long Ngạo Thiên đem đại bộ phận lực lượng đều. Dùng ở cái gọi là đặc hiệu thượng, không được liền đánh. Trong đó một người mở miệng nói, đừng đánh, lạc vô cực tới. Dẫn đầu người tức khắc sờn tóc gáy, bởi vì muôn vàn quang mang bên trong có một người giản dị tự nhiên đứng ở nơi đó chạy tức khắc một đám thứ năm kỷ nguyên nháy mắt hóa thành quang mang ngang trời mà đi một đường xuyên qua biển sao vượt qua mênh mang vô cùng vũ trụ thực mau bọn họ đánh sâu vào mà đi mà có mấy người thật là hướng tới đại ly phương hướng mà đi mà lạc trần cũng chi kích mà đi nam đại trụ tới gần ngũ hành bộ phụ cận một cái núi lớn bên trong một đạo lưu quang rơi xuống đại ly vốn dĩ ngồi ở một viên đại thạch đầu thượng giờ phút này bỗng nhiên thần sắc đột nhiên chấn động sau đó nhìn về phía nơi xa hoành quang nhưng là ngay sau đó hắn sắc mặt lại lần nữa lạnh lẽo vài phần bởi vì không biết khi nào hắn phía sau đã đứng một người ta chỉ là đi ngang qua cũng không tưởng sinh ra sự tình đại ly không có quay đầu lại mà là bình tĩnh mở miệng nói nhưng là ta tưởng sinh ra sự tình lạc trần thanh âm lại có vẻ lạnh băng ta chỉ là một cái vô danh tiểu bối, các hạ hà tất như thế. Đại ly hiển nhiên vô tâm ham chiến. Cũng không nghĩ xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, hắn kỳ thật cũng không cảm thấy lạc trần là. Tới đuổi giết những người khác vừa vặn cùng hắn đụng phải, đương nhiên hắn cũng không biết phía. Sau người này chính là lạc trần, khắc ấn núi sông địa lý vị trí. Lạc trần nhìn đại ly dưới chân, vậy ngươi cũng chỉ có thể chết. Đại ly bỗng dưng quay đầu lại, hắn không cần quản đây là ai, hắn chỉ biết. Một khi có người đã nhìn ra mục đích của hắn, như vậy cũng chỉ có thể chết, hiển nhiên. Hắn không có ý thức được, hắn muốn giết người là ai. Bằng không lúc này, chạy, hẳn là còn có cơ hội. mươi 3867 coi khinh. Đại ly cúi đầu, đứng thẳng phi thường tùy ý. Thậm chí có thể nói là phi thường thả lòng, một khi hắn quyết định muốn sát đối phương như vậy đối phương cũng chỉ có tử lộ một cái giống như là hắn đã từng giết qua rất nhiều thiên tài giống như là hắn giết thủy người long hỏa người long đám người thời điểm ngươi nếu là không có nhìn ra ta đang làm cái gì ngươi còn có thể có cơ hội sống sót ta đã đã cho ngươi cơ hội đáng tiếc ngươi không biết quý trọng trung quy là mệnh đại ly nhún nhún vai nga lạc trần phát ra một tiếng mang theo châm chọc nghi vấn tiếng cười đưa ngươi lên đường Đại Ly vỗ vỗ bàn tay, sau đó chậm rãi vén tay áo lên. Tựa hồ sát Lạc Trần, chỉ là tùy ý một kích sự tình, ngươi không biết ta là ai. Lạc Trần nhìn Đại Ly bộ dáng, hiển nhiên Đại Ly thật sự không có đem chính mình nhận ra tới, nếu không giờ phút này hẳn là cũng sẽ không nói ra loại này lời nói tới, ngươi là ai rất quan trọng sao? Đại Ly lạnh nhạt cười, ngươi, chết là không có tư cách làm ta biết, hoặc là nhớ kỹ ngươi là của ai. Đại Ly bổ sung một câu sau đó chậm rãi xoay người, nhìn về phía Lạc Trần, hắn nhìn Lạc Trần. Đích sắc, hắn biết Lạc Vô Cực biết thứ năm kỷ nguyên có người. Gọi là Lạc Vô Cực nhưng là hắn không có gặp qua. Cũng không có mặc cho người nào miêu tả quá Lạc Trần rốt cuộc trông như thế nào, rất. Quan trọng, ít nhất đối với người mà nói, ta là ai, rất quan trọng. Lạc Trần rất có hứng thú nhìn Đại Ly, mà Đại Ly nhìn chính mình bàn tay hắn bàn tay hoa văn bên trong có từng đạo quang mang ở hội tụ này đó quang mang thoạt nhìn thập phần đáng sợ tản mát ra làm người tim đập nhanh dao động chờ hạ ngươi liền biết hay không quan trọng lạc trần chút nào không thèm để ý đại rời tay chung ánh sáng cũng không thèm để ý một cái khác phương hướng lại lần nữa xuất hiện cái thứ hai đại ly đại ly hiện tại hiển nhiên là sợ chính mình chạy cho nên thi triển một loại cùng loại phân thân giống nhau thuật pháp nhìn đến nơi này, Lạc Trần nhưng thật ra cảm thấy có chút buồn cười, mà đại rời tay trung quang mang dần dần. Ở phóng đại, cắn nuốt đại ly, cũng nháy mắt mở rộng. Sau đó cắn nuốt Lạc Trần, ở quang mang cắn nuốt bốn phía hết thầy thời điểm. Đại ly bàn tay cũng đã xuất hiện ở Lạc Trần trước mặt. Đồng thời thần sắc lạnh nhạt một trường hướng tới Lạc Trần ngực rơi xuống. Này một kích thoạt nhìn lực đạo không lớn. Nhưng là sắc bén quang mang lại như là nhất cứng rắn trường kiếm giống nhau. Từng cây cơ hồ là có thể nháy mắt sát bất luận cái gì cùng cấp bậc người mà Lạc Trần cảnh giới. Thoạt nhìn so đại ly còn muốn càng thấp, này liền làm đại ly càng thêm nhẹ nhàng tùy ý. Ở hắn xem ra, này chỉ là một cái vận khí không tốt kẻ xui xẻo mà thôi, nhưng là liền ở kia bàn tay tới gần Lạc Trần ngực thời điểm. Đại ly bàn tay lại bỗng dưng dừng lại, hắn như là đánh vào cái gì cứng rắn đồ vật thượng. Vô pháp tiến thêm mảy may không nói đồng thời bụng còn có một cổ lạnh băng chết lặng cảm giác hắn nhìn trước mắt lạc trần chậm rãi lạc trần bộ dáng bắt đầu biến thành một đống hạt cắt đó là một cái xa người mà hắn phía sau lạc trần trong tay cầm một phen trường kiếm từ sau lưng sỏ xuyên qua đại ly phần eo tính cả bụng đều thọc xuyên đại ly thân ảnh tại đây một khắc dần dần mơ hồ trách không được như thế tự tin quang mang bên trong đại ly đi ra hắn vừa mới mơ hồ thân ảnh đã tiêu biến mất lạc trần thấy được ở bên cạnh một viên trên đại thụ xuất hiện một đạo bị sỏ xuyên qua miệng vết thương này như là mộc bộ thiên phú nhưng là giờ phút này lại bị đại ly sử dụng ra tới hiển nhiên đại ly giết chết người lúc sau hẳn là có thể cắn nuốt đối phương thiên phú cùng năng lực lạc trần suy đoán này hẳn là không phải vĩnh cửu chỉ có nhất định có tác dụng trong thời gian hạn định tính bởi vì phía trước đại ly cùng kim nhân long đám người giao chiến thời điểm cũng không có sử dụng một ít kỳ quái thiên phú giờ phút này đại ly thần sắc nhưng thật ra đã dần dần nghiêm túc đi lên vừa mới hắn may mắn sử dụng mộc bộ một người năng lực đương nhiên kia không phải mộc nhân long thiên phú mà là mặt khác bị hắn giết chết mộc bộ người năng lực giờ phút này lạc trần dưới chân từng viên giọt xương ở bụi cỏ bên trong kích động như là muốn hội tụ ở bên nhau giống nhau, sương mai đãi ngày hy, nhưng là này sương mai còn không? Có tới kịp triển khai, lạc trần liền như vậy tự nhiên mà vậy một bước bước ra. Bốn phía chàng vực cùng mặt khác hết thảy đều bị hoàn toàn dập nát, đại ly thủy người long năng. Lực căn bản không kịp thi triển. Cái này làm cho đại ly thần sắc lại lần nữa nghiêm túc đi lên vài phần, hắn đã phát hiện. Trước mắt người này không phải giống nhau đối thủ có chút khó giải quyết hắn cả người đã không còn là phía trước cái loại này thả lỏng trạng thấy nâng lên cánh tay nháy mắt một đạo lôi điện hoa phá trường không như là lao nhanh cự long giống nhau lạc trần nhưng thật ra có chút tò mò loại trình độ này lôi điện như thế nào giết người nhưng là này lôi điện tới gần kia một khác bỗng nhiên thay đổi lôi điện khuếch tán mở ra biến thành một đám lôi cầu này đó lôi cầu lực công kích không tầm thường đồng thời lấy bát quái phương thức đang ở phong tỏa lạc trần đối phương còn ở phong tỏa lạc trần sợ lạc trần chạy ngươi còn muốn lãng phí thời gian cùng sức lực lạc trần nhìn đại rời đi khẩu nói bởi vì đại ly nhất am hiểu hẳn là cũng là hòa hiện tại vẫn như cũ còn như vậy khinh địch đại ly lại không phải như vậy tưởng đúng là bởi vì hắn cảm thấy lạc trần lợi hại cho nên cảm thấy nhất định phải đem lạc trần lưu lại không thể làm lạc trần có bất luận cái gì cơ hội chạy trốn, bốn phía lôi cầu không ngừng biến. Hóa tạo thành bát quái đại trận cơ hồ trong phút chốc liền phải hình thành, cũng ở ngay lúc. Này, lạc trần nhìn thoáng qua đại ly, tựa hồ mang theo khinh thường cùng khinh thường. Rồi sau đó lạc trần đột nhiên một bước bước ra, tiếp theo bước thứ hai. Bốn phía hết thầy trận pháp cũng hảo. Vẫn là cái gì đều ở hỗn loạn, ầm vang, không gian bắt đầu sai vị theo lạc trần nện bước rơi xuống bốn phía vạn vật đều xuất hiện hỗn loạn cùng sai vị đại thụ thân thể biến thành một mảnh lá cây không trung cùng bùn đất lớn lên ở cùng nhau cục đá bên trong chảy xuôi ra nước sông hết thảy đều bị nghịch rối loạn bốn phía bát quái cùng lôi cầu giờ khác này tất cả đều nghịch loạn bất kham căn bản vô pháp tạo thành cái này làm cho đại ly đồng tử đột nhiên co rụt lại nhưng mà giờ phút này nhìn qua đã chậm bởi vì ngay cả lạc trần bản thân thoạt nhìn cũng là nghịch loạn cùng sai. Vì, lạc trần chân xuất hiện ở nơi xa trên ngọn núi. Thân hình xuất hiện ở đại rời khỏi người sau, tay xuất hiện ở đại ly bên cạnh người, đại ly một. Cái khác thân thể giờ phút này căn bản vô pháp bước vào tiến vào, bốn phía hết thầy trở nên kỳ. quáy đại ly tại đây một khắc, rốt cuộc nghiêm túc cùng tỉnh táo lại, một cổ mãnh liệt sinh tử. Nguy cơ truyền đến, hắn hiện tại mới phát hiện hắn giống như chọc sai người, hoặc là nói hắn đối với đối phương thực lực phán đoán ngay từ đầu. Liền sai rồi, bốn phía sai vị bên trong. Lạc trần một bàn tay chung xuất hiện một con trường mâu, sau đó trường mâu vô tình rơi xuống, đại. Ly đột nhiên một cái xoay người, một quyền đánh hướng về phía trường mâu. Muốn ngăn trở trường mâu, nhưng là trường mâu lại tại đây một khắc quẹo vào. Một màn này đem đại ly nháy mắt xem ngốc trường mâu cái loại này quẹo vào là góc vuông quẹo vào, hơn nữa không ngừng một chỗ quẹo vào, mâu tiêm vẫn như cũ đâm thẳng đại ly mà đến. Giờ khắc này đại ly rốt cuộc lựa chọn buông tay một bác. Trường 3868 bắt sống. Quẹo vào trường mâu giờ phút này lại như là sai vị thời không giống nhau. Căn bản vô pháp ngăn trở, đại ly giờ phút này bỗng nhiên đột nhiên một ngụm ly hỏa phun ra, đồng. Thời một phách bên hông hồ lô, hồ lô nội nháy mắt toát ra vô tận dung nham cùng ngọn lửa như là bỗng nhiên bùng nổ núi lửa giống nhau nhưng là giờ khác này này đó núi lửa tạc nứt lực lượng lại phát tiết ở đại ly phía sau không gian hoàn toàn sai vị đồng thời kia côn trường mâu phụt một tiếng thọc ở đại ly trên người không có thọc quá nhiều chỉ có một tấc bộ dáng đại ly máu tê chảy xuống trường mâu giờ phút này cũng thu trở về vốn đang tưởng nghiên cứu ngươi một chút nhưng là ngươi quá nét mờ Lạc Trần thanh âm thực lạnh nhạt, cái này làm cho Đại Ly nháy mắt liền luống cuống, đây là cái gì? Thần tiên nhân vật không gian nghịch loạn thành bộ dáng này. Hắn căn bản không có biện pháp đi tỏa định đối phương. Mấu chốt đối phương còn có thể không ngừng công kích chính mình, giờ phút này hắn mới ý thức. Được, muốn chạy người kia hẳn là hắn. Nhưng là hiện tại hắn căn bản không dám nhúc nhích, bởi vì hắn chỉ cần di động một bước khoảng cách bốn phía không gian liền sẽ thác loạn đến lúc đó hắn cả người đều thác loạn chỉ có thể bị công kích bởi vì giờ phút này một cái khác hắn chính là như vậy thân mình đầu chân còn có đôi tay đã tách ra này còn sống nhưng là bởi vì thời không vặn vẹo thị giác thượng thoạt nhìn lại là thác loạn ở rất xa địa phương thái tử ra ôm núi sông địa lý cầu ngồi dưới đất lòng ngạo thiên dò ra một cái đầu nhìn núi sông địa lý cầu nội hình ảnh ngươi thấy được không hắn đây là ở lão cha trước mặt trang bức kết quả hiện tại hảo lão cha không kiên nhẫn nghiên cứu hắn trực tiếp thu thập hắn thái tử ra mở miệng giải thích nói ta cũng cảm thấy hắn có chút ngốc lạc thúc đều tới rồi hắn còn không chạy cứ nhiên còn muốn giết lạc thúc lòng ngạo thiên mở miệng nói hắn đây là điển hình tự cho là đúng cho rằng lực lượng của chính mình cường đại không có việc gì bất luận kẻ nào thậm chí đều không hỏi một câu đối thủ là ai hiện tại trực tiếp trợn tròn mắt ngươi về sau cùng người đối chiến cần phải nghĩ kỹ đây là phản diện giáo tài ít nhất muốn làm rõ ràng đối phương chi tiết bằng không muốn thiệt thòi lớn thái tử gia giáo dục nói kia như thế nào phán đoán lòng ngạo thiên nghiêm túc hỏi ngươi trước thử một chút a à, không được nói trước chuẩn bị như thế nào chạy đánh không lại chạy không mất mặt bởi vì ngươi nếu là không chạy vậy không phải mất mặt là bỏ mạng thái tử ra nghiêm túc mở miệng nói Là thúc này cái gì thuật pháp a à, như thế nào như vậy như bức hẳn là bạch đế loạn pháp lão cha hẳn là ở nghiên cứu khắc chế khoảnh khắc phương hoa tự bạo phương pháp đại ly sử dụng cấm pháp lĩnh vực không được sao lòng ngạo thiên tò mò mở miệng nói ta đoán hiện tại hẳn là không được bởi vì không gian nghịch loạn hiện tại đã hình thành Lão cha hẳn là dùng nào đó vật lý thượng phương pháp đem không gian nghịch loạn cấp ổn. Định nếu ngay từ đầu liền sử dụng cấm pháp lĩnh vực. Không cho lão cha sử dụng Bạch Đế loạn pháp hẳn là còn có cơ hội, nhưng là lão cha thi pháp tốc độ quá nhanh, hơn nữa đại ly này ngốc tử lại thiếu cảnh giác. Hiện tại chính là cấm pháp lĩnh vực thi triển, cũng vô pháp đánh vỡ nghịch loạn không gian. Thái tử gia phân tích nói, tiểu tử này hôm nay phải bị bắt sống, thái Tử gia phân tích không có sai, bởi vì đại ly giờ phút này ở nếm thử cấm pháp lĩnh vực nhưng là không dùng được bạch đế loạn pháp là thuật pháp, nhưng là không gian sai vị vặn vẹo đã không ở là thuật pháp. Hoặc là nói trắng ra đế loạn pháp có điểm kỳ lạ thi triển thời điểm vẫn là thuật pháp. Không gian nghịch loạn sau chính là kết quả, không gian nghịch loạn sau. Thi pháp liền kết thúc chỉ có kết quả này cấm pháp lĩnh vực hoàn toàn vô dụng hơn nữa trần phía trước đã giải khai nguyền rủa cho nên bản thân cấm pháp lĩnh vực liền không thế nào chiếm ưu thế đây cũng là đại ly có điểm luống cuống cùng sốt ruột nguyên nhân hắn hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình một cái khác thân thể ở nghịch loạn chung sai vị cái kia thân thể đầu bị lạc trần chảo một cái đã bắt được chỉ có một đầu cái gì cũng làm không được sau đó lạc trần giống như là niết dưa hấu giống nhau răng rắc một chút trực tiếp liền đem đầu niết bạo cái này làm cho đại ly càng là nháy mắt liền sởn tóc gáy người đến tột cùng là ai đại ly giờ phút này thần sắc hoảng sợ mở miệng nói nếu hắn không có khinh địch ngay từ đầu liền cùng lạc trần trực tiếp chiến đấu hẳn là sẽ không rơi xuống như thế bị động cục diện nhưng là hiện tại không gian nghịch loạn bất kham hắn đã không có cơ hội hiện tại nhớ tới hỏi ta là ai lạc trần cười lạnh một tiếng chậm lạc trần một bước bước ra làm đại ly nội tâm đột nhiên một cái giật mình đại ly giờ phút này đang ở tìm tòi trong đầu không ngừng chuyển hắn có điểm không tin chính mình đường đường đệ nhất kỷ nguyên người cứ nhiên sẽ chết ở pháp thuật hạ này liền có điểm mất mặt cùng buồn cười bởi vì đệ nhất kỷ nguyên người cơ hồ đều sẽ cấm pháp lĩnh vực huống chi hắn như vậy cao thủ cho dù chết cũng nên là chết ở mặt khác thủ đoạn thượng này liền thật sự thực buồn cười đại ly còn lại tìm tòi bên trong nhưng là giờ phút này một đám thân ảnh hiện ra tới đó là năm bộ trưởng lão bọn họ thần sắc lạnh lùng mang theo lớn lao thù hận lạc trần trường thương rơi xuống lại lần nữa đâm chúng đại ly sau đó một bàn tay trống rỗng xuất hiện một phen ấn xuống đại ly đồng thời một phen thiết kiếm cắm ở đại ly ngón tay thượng ngón tay đứt gãy đại ly âm ngoan không thôi không có kêu thảm thiết đối phương là hiểu được như thế nào sát đệ nhất kỷ nguyên người, giờ phút này không có bất luận cái gì thuật pháp. Tất cả đều là vật lý tính công kích. Đại ly, người ngày chết tới rồi. Hỏa bộ trưởng lão thần sắc âm trầm, sau đó một quyền rơi xuống. Trực tiếp đánh vào đại ly phía sau lưng thượng, năm bộ trưởng lão các. Người cư nhiên muốn giết ta, chẳng lẽ không nên giết ngươi sao? Hỏa bộ trưởng lão đột nhiên một tiếng rít gào, không đúng, ngươi đến tột cùng là ai, ngươi? thuật pháp thuật pháp ngươi là lạc vô cực đại ly giờ phút này rốt cuộc phản ứng lại đây hơn nữa hắn quả thực không thể tin được năm bộ trưởng lão cư nhiên liên thủ cùng lạc vô cực tới giết hắn sao có thể đâu mấu chốt trước mắt người này cư nhiên là lạc vô cực nếu hắn sớm biết rằng đây là lạc vô cực việc đầu tiên hắn tuyệt đối sẽ chạy rốt cuộc cùng lạc vô cực giao thủ căn bản không thấy được có phần thắng đặc biệt là hắn vẫn là một người lúc này mới đoán được ta đánh giá cao ngươi chỉ số thông minh lạc trần thở dài nói chính là năm bộ trưởng lão các ngươi như thế nào sẽ cùng lạc vô cực cùng nhau các người đi thỉnh lạc vô cực cho nên các ngươi phản bội đệ nhất kỷ nguyên đại ly ngạc nhiên nói kia không quan trọng quan trọng là ngươi thật sự đáng chết kim bộ trưởng lão lấy ra một cây trường thương trực tiếp đâm chúng đại ly đại ly hiện tại bị nhốt ở sai vị nghịch loạn thời không bên trong Hắn căn bản tránh thoát không được, rốt cuộc đây là Lạc Trần tự mình ra tay, giờ khắc này. Ngũ hành bộ trưởng lão cũng kiến thức tới rồi Lạc Trần đáng sợ, bởi vì như thế khó giải quyết. Nhân vật ở Lạc Trần bên này muốn sát. Quả thực liền cùng sát con thỏ giống nhau, ít nhất năm bộ trưởng lão giờ khắc này thật sự minh. Bạch cái gì mới là ông vua không ngai, đại ly bị trói buộc. Quả thực giống như là ấn con thỏ giống nhau, đem đại ly cấp ấn xuống hơn nữa không những có thể sát đại ly, còn cho bọn hắn thân thủ báo thù cơ hội. Giờ phút này tương đương là bắt sống đại ly. mươi 3869 nghịch nhân quả. Đại ly kinh ngạc không thôi, năm bộ trưởng lão cũng đã hành động, thủy bộ trưởng lão hung hăng. Một trưởng rơi xuống, cho dù là rõ ràng đại ly cách hắn rất xa. Nhưng là kỳ thật hắn liền đứng ở đại ly trước mặt bạch đế loạn pháp một khi thi triển hảo uy lực thật sự quá cường đại, cho dù là đại ly nhân vật như vậy cũng vô pháp phá giải, một trường. Rơi xuống, đại ly vốn đang muốn tránh tránh cùng phản kích nhưng là mộc bộ trưởng lão giơ tay. Mấy cây dây đằng nháy mắt cuốn lấy đại ly, hàn băng bàn tay rơi xuống. Đánh đại ly ra chóc thịt bong, mà đại ly thần sắc trước sau âm trầm. Sau đó hắn nhìn về phía lạc trần, các. Người thật sự cho rằng, cứ như vậy có thể cho ta, người có thể khoảnh khắc phương hoa. Sau đó tự bạo thử xem, Lạc Trần thần sắc đạm mạc, Đại Ly sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn nghĩ tới cái gì, liền phải tụ tập hơi thở thi triển khoảnh khắc phương hoa, nhưng là giờ. Khắc này hắn sở hữu hơi thở ở trong cơ thể giống như châu đất xuống biển giống nhau. Hơi thở bị khóa chết, tươi cười vô tung vô ảnh, cái này làm cho Đại Ly sắc mặt chợt đại biến. Một đôi sáng ngời con ngươi bên trong, lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. Mang theo hoảng sợ chi sắc nhìn về phía lạc trần, nhưng là kim bộ trưởng lão một cây trường mâu. Xuyên thấu đại ly bả vai, sau đó đột nhiên một kích, máu tươi lại lần nữa phi sáy, một thương. Nhất kiếm, một trường, một quyền không ngừng rơi xuống, phụt phụt, đại ly rốt cuộc giống giận. Nhưng là không dùng được, hắn trong khoảng thời gian ngắn phá không khai bạch đế loạn pháp chỉ. Có thể mặc người sâu xé, hắn máu tê tích táp, không ngừng rơi xuống, lưu. Cái toàn thây cho ta đi. Lạc Trần mở miệng nói. Sau đó xoay người rời đi, tại đây phiến hỗn loạn không gian bên trong. Phát ra từng đạo thê lương thanh âm, thanh âm quá mức thê lương cùng khó chịu. Làm người ra đầu tê dại, năm bộ trưởng lão hiển nhiên không có làm đại ly chết qua thống khoái. Cuối cùng, bạch đế loạn pháp tan biến. Bốn phía không gian khôi phục bình thường, mộc bộ trưởng lão ninh đại ly thi thể ném ở lạc trần trước mặt sau đó năm người đồng thời đối với lạc trần ôm quyền nhất bái thù lạc trần giúp bọn hắn báo hơn nữa thân thủ giết chết đại ly bọn họ giờ phút này cũng coi như là cùng lạc trần bước lên một cái thuyền đây cũng là lạc trần an bài xem như năm bộ trưởng lão đầu danh trạng nhưng là năm bộ trưởng lão không chỉ có không ngại còn thật cao hứng theo như nhu cầu rồi lại là hai bên đều đối kết quả này cảm thấy vừa lòng còn thỉnh lạc tôn về sau nhiều quan tâm. Năm bộ trưởng lão mở miệng nói, chúng, ta sẽ đem người nhà đưa đến thế tục. Năm bộ trưởng lão mở miệng nói, giờ phút này bọn họ nhưng thật ra thực lên đường tử. Người nhà một khi đi thế tục tương đương là hoàn toàn cùng thế tục chói định ở bên nhau, rốt. Cuộc đó là bọn họ uy hiếp, đối với ngũ hành bộ, hoặc là nói đệ nhất kỷ nguyên. Năm vị trưởng lão thất vọng rồi, mặt sau ta sẽ thông chi các ngươi lạc trần mở miệng nói sau đó mang theo đại ly thi thể liền rời đi nhưng là lạc trần rời đi phương hướng không phải hồi thế tục mà là đi tìm long nghệ nghiêm khắc tới nói là đi tìm trần đi long ngạo thiên cùng thái tử ra nhưng thật ra trốn tránh long nghệ cũng không có lựa chọn đi gặp long nghệ vô tận vực sâu lối vào yêm thành vẫn như cũ là bất luận kẻ nào khó có thể đặt chân địa phương ở chỗ này thoạt nhìn cũng không hoang vắng bốn phía có một đám chuẩn vương có cường đại sinh linh hùng cứ ở yêm thành bên trong, nơi này là thuộc về trần địa bàn, sao? Người lại tới đây, Long nghệ người tuy rằng không có ra tới, nhưng là yêm thành một đám chuẩn vương lại chủ động tránh ra con đường. Trong đó một cái chuẩn vương mời lạc trần đi vào, đi tới một cái tiểu kiều nước chảy bên cạnh. Long nghệ giờ phút này đang ngồi ở nơi đó. Lạc Trần đem đại ly thi thể ném ra tới, giờ phút này đại ly thi thể đang ở bị chữa trị miệng vết thương đang ở khép lại, đại ly, người giết. Lòng nghệ liếc mắt một cái liền nhận ra tới, rốt cuộc người này cùng hắn một cái thời đại, hơn. Nữa đại ly cùng còn lại bảy người, kỳ thật đều xem như cùng quá nữ vương, năm. Đó bọn họ xem như người hoàng bộ nằm vùng, vẫn luôn ẩn núp ở đại tỷ bên cạnh. Cuối cùng cũng là bọn họ đem đại tỷ bị thương tin tức để lộ ra đi. Long nghệ mở miệng nói, không nghĩ tới, nhân quả báo ứng cuối cùng vẫn là chết ở ngươi trên tay. Long nghệ lạnh nhạt nhìn đại ly thi thể ta. Tới tìm đoạt xá phương pháp, ngươi muốn đi đệ nhất kỷ nguyên. Long nghệ hỏi, Lạc Trần chỉ nói một cái đoạt xá phương pháp. Long nghệ liền đoán được Lạc Trần muốn làm cái gì, bọn. Họ chuẩn bị mười muôn lần chết hầu tính toán tới thứ năm kỷ nguyên tự bạo. Lạc Trần nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng nói, đây là có điểm phiền toái lòng nghệ thần sắc trầm xuống, lạc trần hôm qua nghĩ nghĩ, không thể như vậy bị động. Cần thiết chủ động làm điểm cái gì? Nếu không như vậy quá bị động, cho nên lạc trần tính toán giết đại ly. Sau đó đoạt xá đại ly thân thể, lẫn vào đệ nhất kỷ nguyên đi. Mà giống nhau đoạt xá phương pháp, thực dễ dàng bị người nhìn ra tới. Di độc trần đoạt xá phương pháp, xem như tương đối không dễ dàng nhìn ra tới, mấu chốt vẫn là đại ly thật lâu đều không có suất hiện cùng đại ly tiếp xúc quá người rất ít hơn nữa đại ly tính cách quái gở liền càng không có người biết hắn chi tiết cùng tính cách vốn dĩ lạc trần là muốn dùng mộc nhân lòng thân thể nhưng là hiện tại hiển nhiên đã có càng tốt lựa chọn ngươi nếu nhất định phải đi đệ nhất kỷ nguyên đoạt xá phương pháp có thể cho ngươi nhưng là ta không quá kiến nghị ngươi đi đệ nhất kỷ nguyên long nghệ mở miệng nói lạc trần tự thân là vô pháp đi đến đệ nhất kỷ nguyên rốt cuộc đó là tương đương trở lại quá khứ, Lạc Trần chỉ có thể là chính mình ý thức trở lại quá. Khứ mới có thể, vì cái gì? Lạc Trần hỏi, Long Nghệ nếu nói như vậy, khẳng định là có nguyên nhân, quá. Khứ là đã phát sinh quá, tuy rằng ngươi có thể đứng ở càng cao vĩ độ tới xem qua đi hiện tại. Tương lai, như vậy qua đi, tương lai, hiện tại đều ở cùng điều tiến thượng. Rất nhiều chuyện đồng thời ở phát sinh, giống, như là xem điện ảnh giống nhau, tuy rằng đã đã xảy ra nhưng là có người đang xem mở đầu một phút, mà có người đã thấy được kết cục 10 phút, mở đầu một phút cùng kết cục 10 phút. Có thể cho rằng là ở vào một cái tuyến thượng này cũng đại biểu cho Lạc Trần có thể trở lại quá. Khứ làm một chút sự tình, nhưng là ngươi nếu trở lại quá khứ đi thay đổi một chút sự tình. Đặc biệt là trọng đại lịch sử tính sự tình, liên lụy người càng nhiều. Liên lụy người thực lực càng cường đại, người yêu cầu gánh vác nhân quả lại càng lớn, đại tỷ nếm thử quá nghịch chuyển qua đi nhưng là đều thất bại tự thân cũng trực tiếp giải thề hỏng mất tiêu tán lúc ấy đại tỷ chính là người hoàng long nghệ mở miệng nói người hoàng cấp bậc sinh linh trở lại quá khứ đều đã chết mà đại tỷ làm những chuyện như vậy đơn giản chính là muốn thay đổi qua đi trần tử vong chuyện này nhưng là hiển nhiên là thất bại đi đệ nhất kỷ nguyên không thể đơn thuần cho rằng là đi tới rồi một cái khác thế giới Cần thiết cho rằng là về tới quá khứ, thôn hoang vắng sự tình. Là bản thân liền có nhân cùng quả ở nơi đó, nhưng là Lạc Trần hiện tại muốn trở lại quá khứ. Ai cũng khó mà nói, nơi này rốt cuộc có hay không nhân quả, nếu có bản thân nhân quả còn hảo. Nếu như không có, đó chính là cành mẹ đẻ cành con. Sẽ phát sinh cái gì? Chương 3870 phản công. Lạc Trần giờ phút này hỏi, rốt cuộc nếu nghịch rối loạn nhân quả, Lạc Trần biết có hậu quả. Nhưng là không xác định rốt cuộc sẽ có chuyện gì, Chư Thiên chi lực sẽ đến giết ngươi, trốn. Không thể trốn, tránh cũng không thể tránh. Long Nghệ nghiêm túc mở miệng nói, "Ta tưởng khiêu chiến một chút." Lạc Trần mở miệng nói, "Lạc Trần không có đem nói quá vẹn toàn." Rốt cuộc lúc trước nữ vương đều là người hoàng, vẫn là có hại, thậm chí bị ma diệt. Lạc Trần cũng sẽ không đem nói quá vẹn toàn cũng. Không phải không thể, nhưng là ngươi tận lực nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Nếu ngươi một hai phải đi, ta có thể đem đoạt xá phương pháp cho ngươi, nhưng là ngươi tận lực không cần đi đụng vào quá lớn nhân quả liền. Tính lúc ấy Chư Thiên chi lực không có tìm ngươi tính sổ, nhưng là mặt sau cũng sẽ theo dõi ngươi, một khi theo dõi ngươi, sớm hay muộn sẽ ra tay cái. Kia Chư Thiên chi lực là sống." Lạc Trần hỏi, "Ngươi lá gan thật đại, nó là sống, ngươi còn muốn giết nó không thành." Long nghệ bị dọa một cái nhảy, này đời sau người đều như vậy dũng sao, loại chuyện này cũng dám. Tưởng, điểm này ngươi không cần suy nghĩ. Bất luận cái gì sinh linh đều chỉ có thể ở nó dưới, thế. Giới không thể lộn xộn, ta chỉ là cử cái ví dụ, ngươi trở lại đệ nhất kỷ nguyên. Đem người hoàng giết, ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì? Long nghệ hỏi, điểm này lạc trần rất rõ ràng. Đó chính là toàn bộ thế giới đều phải hỏng mất, vô luận là cái nào kỷ nguyên đều phải hỏng mất hoặc là hỏng mất trực tiếp biến mất hoặc là hết thảy hồi đương. Trở lại không có giết người hoàng thế giới kia, đương nhiên người trước khả năng tính lớn hơn. Nữa, giống như là vận tốc ánh sáng không thể siêu việt cùng bất biến giống nhau, trước sau trình. Tự kỳ thật không thể có quá lớn thay đổi. Nếu không, phụ thân còn không có sinh ra, nhi tử cũng đã trưởng thành. Như vậy thế giới liền hoàn toàn lộn xộn mà tu pháp giả bản thân chính là ở nghịch loạn toàn bộ thế giới vi phạm thế giới này một ít quy tắc cùng định luật cho nên càng là cường đại tu pháp giả càng là sẽ bị thiên kiếp tập sát nhưng là này hết thảy đều có một cái cực hạn giá trị tu pháp giả cường đại có lẽ nghịch loạn thế giới quy tắc có một cái cực hạn giá trị lạc trần trở lại đệ nhất kỷ nguyên đi làm sự tình đây là ở khiêu chiến cái này cực hạn đáng giá làm không tốt hết thảy đều phải băng toái như vậy chư thiên quy tắc chi lực đều đem hội tụ mà đến tiến đến đánh chết lạc trần đây cũng là lúc trước vì sao thủy hoàng đế chỉ huy âm quân tấn công kỷ đệ tam nguyên thời điểm bị thái hoàng đạo thể ngăn cản nguyên nhân bởi vì không thể làm như vậy hậu quả quá lớn lớn đến vô pháp nghịch chuyển cùng đền bù ta dùng đệ nhất kỷ nguyên người thân thể ở đệ nhất kỷ nguyên động thủ hẳn là có thể giảm bớt lại này nhân quả phát sinh lạc trần mở miệng nói lạc trần dám tưởng cái này chú ý tự nhiên có phương diện này phòng bị ngươi dùng đệ nhất kỷ nguyên người đi làm việc đích xác có thể tránh cho một chút sự tình nhưng là ta lo lắng ngươi nháo đến quá lớn vẫn là sẽ bị theo dõi long nghệ mở miệng nói ta đi trước thử xem không thích hợp nói ta tức thời bước ra lạc trần mở miệng nói như vậy cũng đúng nhưng là ngươi vẫn là tận lực cẩn thận một chút lây dính thượng cái loại này nhân quả không phải chuyện tốt đại. Tỷ lúc ấy thân là người hoàng đô xem như đã chết. Người có thể tưởng tượng này có bao nhiêu khủng bố. Long nghệ mở miệng nói, nếu ta chỉ là ngăn cản đệ nhất kỷ nguyên sằng bậy, ta cảm thấy sẽ không lây dính bất luận cái gì nhân quả. Lạc Trần mở miệng nói, bởi vì đệ nhất kỷ nguyên bản thân chính là mất đi tồn tại. Giống như là lúc trước thiên mệnh bắt trước ra yêu sư côn bằng giống nhau tự nhiên sẽ có lão đại bọn họ tới thu thập. Lạc Trần mở miệng nói, đây là bởi vì nhân quả, đệ nhất kỷ nguyên đã mất đi, hủy diệt. Đây là sự thật. Lạc Trần hiện tại ngăn trở đệ nhất kỷ nguyên xâm lấn thứ năm kỷ nguyên. Không chỉ có không phải ở phá hư quy tắc cùng nhân quả. Vẫn là ở hỗ trợ trải vuốt lại nhân quả cùng bảo hộ quy tắc, sự tình yêu cầu trái lại xem, Lạc. Trần nói ra cái này ý tưởng sau, long nghệ nhưng thật ra ngây ngẩn cả người, đúng vậy nếu đem sự tình trái lại xem lạc trần hiện tại làm sao không phải thuận theo nhân quả đâu nhưng là này hết thảy hiện tại đều chỉ là suy đoán sự tình rốt cuộc là long nghệ suy đoán nghịch nhân quả vẫn là lạc trần theo như lời thuận nhân quả trước mắt còn không thể kết luận lạc trần lúc này nghĩ tới mộng nam khó trách huyền sư như vậy cường đại bởi vì huyền sư có thể nhìn thấu này hết thảy Hoàn toàn có thể không cần nghịch nhân quả, mà là theo nhân quả, làm như vậy sự tình nói. Trừ thiên chi lực đều sẽ trợ giúp, hiện tại giống như là vứt tiền xu, rốt cuộc sẽ có cái gì hậu quả, chỉ có vứt lại nói. Lạc Trần mở miệng nói, tận lực cẩn thận một chút, đừng sằng bậy là được. Long Nghệ nhìn Lạc Trần, hắn có thể cảm nhận được Lạc Trần trong cơ thể ẩn chứa khủng bố lực. Lượng, một khi Lạc Trần linh hồn nếu là ra vấn đề lớn, không có áp chế nói sợ là sẽ nháo ra đại loạn từ tới thân thể của ngươi ngươi tốt nhất vẫn là trấn áp một chút long nghệ mở miệng nói ta sẽ an bài tốt lạc trần mở miệng nói theo sau long nghệ dưới chân bắt đầu xa hóa theo sau hiện ra tới một khối cổ xưa tấm bia đá này bia đá ghi lại chính là mặt khác một loại đoạt xá phương thức cũng chính là trần cái loại này đoạt xá phương thức lạc trần muốn không đơn giản là đoạt xá một cái đại ly, Lạc Trần muốn chính là đoạt xá rớt một cái đại ly lúc sau. Tiến vào đệ nhất kỷ nguyên, nhìn xem có thể hay không đoạt xá rớt những người khác, cho nên là Trần mới có thể tới bắt đoạt xá phương pháp, lòng nghệ cũng sẽ không keo kiệt, Lạc Trần muốn. Hắn tự nhiên sẽ cho, Lạc Trần ánh mắt đảo qua tấm bia đá. Đem Trần đoạt xá phương pháp khác trong tâm khảm. Sau đó mang theo đại ly thi thể chuẩn bị rời đi, đúng rồi ta hài tử đưa đến ngươi bên kia ta không có quá lớn yêu cầu làm hắn tồn tại hảo hảo hưởng thụ nhân sinh là được long nghệ mở miệng nói lời này làm lạc trần một trận trầm mặc long ngạo thiên hiện tại kia bộ dáng lạc trần chính mình đều ngượng ngùng cùng long nghệ công đạo xem ra sau khi trở về vẫn là muốn nhiều hơn côn bổng mới được lạc trần mang theo đoạt xá phương pháp về tới thiên vương điện bên trong đi sau đó lạc trần bắt đầu chuẩn bị hơn nữa gọi tới thái tử gia, lúc này đây không chỉ có yếu điểm châm hồn đèn Còn muốn tiết hạ một ít trận pháp hạn chế lạc trần tự thân thân thể, lạc trần sử dụng rất nhiều. Trấn áp phương pháp, thậm chí là liền âm phủ một ít thủ đoạn đều sử dụng thượng, lạc. Gia, người thật muốn đi sao? Hồng Biêu có chút lo lắng nói, rốt cuộc lúc này đây là đi đệ nhất. Kỷ nguyên, nguy hiểm trình độ quá lớn, Hồng Biêu khó tránh khỏi lo lắng, tự nhiên muốn đi rốt cuộc tổng như vậy bị động cũng không được lạc trần mở miệng nói nếu như đi thật sự gặp phải cái gì nhiễu loạn kia cũng chỉ có thể thừa nhận hơn nữa hiện tại vẫn luôn là bị động phòng ngự các đại kỷ nguyên luôn là tới xâm lấn lạc trần lại không có cái gì tốt kiềm chế biện pháp lạc trần cảm thấy chính mình dù sao cũng phải nếm thử một chút mở ra một cái tân con đường làm cục diện mở ra tới thiên vương điện nội, hồn đèn bị một chản một chản bậc lửa. Lạc trần khoanh chân mà ngồi, chín chản hồn đèn nhất nhất sáng lên. Lạc trần bên cạnh phóng đại ly thi thể, bốn phía không gian bên trong từng đạo mạc danh lực. Lượng hội tụ, không ngừng kích động. Hồi lâu lúc sau, ở thái tử ra đám người khẩn trương nhìn chăm chú hạ. Đại ly ngón tay động một chút, ngay sau đó mở mắt. mươi 3871 mới vào đệ nhất kỷ nguyên đại ly thân thể kỳ thật đã xem như đã chết lạc trần giờ phút này như là lệ quỷ giống nhau chiếm cứ đại ly thân thể này không gọi làm đoạt xá ngược lại càng như là một loại bám vào người lạc trần cảm giác được đại ly thân thể thập phần trầm trọng hơn nữa càng vì quái dị chính là lạc trần có thể rõ ràng cảm giác được một cổ thật lớn bài xích lực lượng đây là lạc trần chưa bao giờ phát hiện sự tình nhưng là tinh tế nghĩ đến loại chuyện này cũng thực bình thường, bởi vì rốt cuộc đây là thứ năm kỷ nguyên. Mặt khác kỷ nguyên người tới thứ năm kỷ nguyên tự nhiên sẽ bị bài xích, loại này bài xích lực. Lượng làm lạc trần vốn là gian nan thân hình càng thêm khó có thể hoàn mỹ thao tác, bất quá cũng. May, lạc trần chỉ là tạm thời lợi dụng đại lục thi thể thôi, cường đại pháp lực quán chú đi vào. Lạc trần làm đại ly thân thể thoạt nhìn là sống ít nhất có hô hấp cùng tim đập nhưng là luôn có một tia nhỏ đến không thể phát hiện từ khí tràn ngập theo sau lạc trần nhìn thoáng qua thái tử ra đám người cuối cùng xua xua tay rồi sau đó cả người một bước bước ra biến mất ở thiên vương điện bên trong đạp thiên mà đi bốn phía hết thầy biến hóa vô hình lạc trần vô dụng bao lâu thời gian cũng đã thích ứng đại ly thân thể nhưng là kia cổ bài xích cảm vẫn như cũ tồn tại này cũng chính là các đại kỷ nguyên người ở không thuộc về chính mình kỷ nguyên. Kỳ thật rất khó phát huy ra bản thân nguyên bản chân chính thực lực. Rốt cuộc còn có một cổ bài xích cảm, Lạc Trần không có lựa chọn từ ngũ hành bộ bên kia tiến vào. Đệ nhất kỷ nguyên, mà là thông qua yêm thành bên này tiến vào đệ nhất kỷ nguyên, Lạc Trần vừa. Mới đặt chân yêm thành, lòng nghệ cũng đã tới, hắn nhìn Lạc Trần liếc mắt một cái. Thần sắc khẽ nhúc nhích, hắn đã báo cho quá Lạc Trần. Nhưng là Lạc Trần vẫn là lựa chọn phương thức này, hắn cũng không hào ngăn trở, đừng. Nháo ra đại loạn tử là được. Long Nghệ lại lần nữa báo cho. Hơn nữa thân thủ mở ra một đoạn thông đạo, Long Nghệ tay nâng lên. Vô tận lộng lẫy quang mang hội tụ. Một cái cuồn cuộn xa mà con đường xuất hiện ở Lạc Trần bên cạnh, Lạc Trần đặt chân mà thượng. Rốt cuộc nếu chính hắn mạnh mẽ xuyên qua thứ năm cùng đệ nhất chi gian thông đạo sẽ có một ít phiền toái nhỏ tuy rằng lạc trần không để bụng nhưng là long nghệ tự mình hỗ trợ giải quyết cũng là bỏ bớt những cái đó phiền toái nhỏ một đường đi qua sa mạc lạc trần cuối cùng rốt cuộc đặt chân ở đệ nhất kỷ nguyên ở lạc trần đặt chân kia một khắc liền cảm thấy tầm mắt nháy mắt mơ hồ một chút đồng thời cũng có cường đại bài xích lực lượng bài xích hắn chẳng qua lúc này đây bài xích không phải thân thể, mà là linh hồn của hắn, Lạc Trần dùng đại ly thân thể thật sâu hút một ngụm. Không khí, nghiêm khắc tới nói, đây là Lạc Trần lần đầu tiên có thân thể phương thức đi vào một. Cái khác kỷ nguyên, này một ngụm không khí hấp thu đi vào. Tức khắc mênh mông linh lực mãnh liệt lao nhanh mà đến, phía trước tuy rằng thông qua các loại. Thần hồn phương thức thoạt nhìn là tiến vào đệ nhất kỷ nguyên nhưng là kia đều không xem như chân chính tiến vào vô pháp xác thực cảm thụ đệ nhất kỷ nguyên giờ phút này lạc trần đối đệ nhất kỷ nguyên nhất trực quan cảm thụ chính là linh khí quá dư thừa loại này dư thừa linh khí tự hồ là đời sau bất luận cái gì một chỗ đều không thể đi bằng được trong thiên địa cho dù là đã tới rồi đệ nhất kỷ nguyên thời kỳ cuối đã trải qua vô số lần đại chiến vô số lần chữa trị như thế tuần hoàn lặp lại nhưng là trong thiên địa vẫn như cũ có cường đại sức sống cùng cực kỳ tràn đầy sinh mệnh lực nếu đệ nhất kỷ nguyên là một cái thanh tráng năm nói như vậy đời sau thứ năm kỷ nguyên cho dù là hiện tại đều như là một cái từ từ già đi lão nhân có thể tưởng tượng nguyên bản không có trải qua quá như vậy nhiều chiến đấu cùng phá hư đệ nhất kỷ nguyên rốt cuộc cường đại đến mức nào sức sống cùng sinh mệnh lực quả nhiên đời sau thế kế thừa thế giới vô pháp cùng đệ nhất kỷ nguyên so sánh với đệ nhất kỷ nguyên lãng phí thế giới sinh mệnh lực quá nhiều quá nhiều nếu đệ nhất kỷ nguyên là một cái giá trị con người thượng trăm triệu phú ông nói như vậy đời sau từ đệ nhị kỷ nguyên bắt đầu cũng chỉ có vạn nguyên kế thừa lại đến thứ năm kỷ nguyên chỉ kế thừa một trăm nguyên cùng đệ nhất kỷ nguyên so sánh với thứ năm kỷ nguyên tài nguyên thật sự quá cằn cỗi dưới loại tình huống này lạc trần cảm thấy đi đến người hoàng kia một bước, tựa hồ cũng không phải rất khó sao? đương nhiên, đây là lạc trần thị giác cùng tương đối với lạc trần mà nói, rốt cuộc loại này dư thừa linh khí, cùng sinh mệnh lực ở tu hành đi lên nói quả thực là đại bộ. nếu là tử thanh bọn họ tới nói, thành vương, tựa hồ cũng thực dễ dàng, đương nhiên, đây là không có khả năng, rốt cuộc loại này thiên địa hoàn cảnh chỉ có đệ nhất kỷ nguyên có mà khác bất luận cái gì một cái cơ hồ đều không có đại rời khỏi người thượng miệng vết thương giờ phút này tất cả đều biến mất bị chữa trị hơn nữa đại rời khỏi người thượng tử khí cũng cực nhanh giảm bớt cơ hồ tới rồi không thể tra xét nông nỗi lạc trần đi bước một tiếng vào khu rừng rậm rạp sau đó đặt chân trong thiên địa trong tay cầm hồ lô thói quen tính cầm lấy hồ lô uống một ngụm rượu sau đó lạc trần nhìn về phía bốn phía Hắn giờ phút này thân ở ở ly biên giới không tính quá xa địa phương, phía sau chính là thật lớn. Màu đen lốc xoáy cùng chót vót ở một bên tản mát ra uy áp thật lớn vô tận vực sâu, hơn nữa là... Trần nhìn kỹ đi, phát hiện nơi này tự hồ thực quen mắt, lạc trần quan sát một chút. Nơi này tự hồ cùng thật lâu thật lâu trước kia người hoàng bộ địa chỉ cũ thực tương tự, cũng. Chính là vô tận vực sâu cũng không có biến hóa vị trí. Đã từng trần cũng bị giam giữ ở chỗ này quá nơi này chính là người hoàng bộ địa chỉ cũ người hoàng bộ địa chỉ cũ cùng thứ năm kỷ nguyên liên thông như vậy quy khư đâu lạc trần nhìn về phía bốn phía còn ở quan sát nhưng là cũng ở ngay lúc này ở nơi xa đã có người tới gần lại đây đó là một đám không biết cái gì bộ người một đám thân hình cao lớn thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm trong đó phải cái vẫn là chuẩn vương giống nhau cường đại vô cùng tản mát ra cảm giác áp bách cực kỳ khí thế cường đại lạc trần Vốn dĩ tưởng rời đi, rốt cuộc gặp người kiểm tra lên thực phiền toái, đại ly tiền bối. Trong đó một cái chuẩn vương bỗng nhiên dừng bước, mà Lạc Trần còn lại là suy nghĩ một chút. Cũng không có phản ứng đối phương. Lúc này mới phù hợp đại ly tính cách, đại ly tiền bối ngươi như thế nào đã trở lại. Trong đó một cái chuẩn vương đến gần, ngươi có vấn đề. Lạc Trần thanh âm khàn khàn, đè thấp thanh âm không lớn, nhưng là rất xa có xuyên thấu lực cho người ta một loại tự tin mười phần, thậm chí là có một phần cảm giác áp bách tư thái, không? Có, một cái khác chuẩn vương mở miệng nói, đại ly tiền bối thỉnh tùy ý. Trong đó một cái chuẩn vương dùng khóe mắt nhìn thoáng qua đại ly. Hắn vừa mới vốn đang có chút nghi hoặc nhưng là hiện tại đã không ở hoài nghi, ngươi lại đây. Lạc Trần hướng về phía một cái chuẩn vương mở miệng nói, đại. Ly tiền bối, chúng ta còn có nhiệm vụ trong người một cái khác chuẩn vương mở miệng nói cái gì nhiệm vụ lạc trần trầm giọng hỏi này đáp lời chuẩn vương nhìn về phía trong đó một cái chuẩn vương cái này làm cho một cái khác cầm đầu chuẩn vương cũng là thầm hô phiền toái cùng xui xẻo người không có việc gì trêu chọc đại ly làm cái gì ngũ hành bộ kim nhân long đã trở lại nhưng là gần nhất tung tích khả nghi chúng ta đi lấy hắn mang ta qua đi lạc trần trầm giọng mở miệng nói tiền bối, ngươi không phải cùng hắn. Chuyện của ta hỏi ít hơn, ngươi biết đến càng nhiều. Càng dễ dàng chết, Lạc Trần lạnh lùng mở miệng nói. mươi 3872 kế hoạch tiến hành. mươi 3872 kế hoạch tiến hành lời này thật đúng là đem mấy cái chuẩn vương cấp hù dọa, rốt cuộc. Bọn họ nhiều ít biết một chút tin tức nhưng là lại không biết quá cụ thể. Duy nhất biết đến chính là đại ly đem ngũ hành bộ bốn người long giết nhưng là cố tình nháo đến lớn như vậy ngũ hành bộ bên kia vương lựa chọn một sự nhịn chín sự lành này liền thuyết minh đại ly sau lưng có người che chở cái này che chở đại ly người chính là vương cũng không muốn ra tay đắc tội cho nên cho dù là chuẩn vương giờ phút này đều chỉ có thể cấp đại ly mặt mũi mà làm đầu chuẩn vương mặt lộ vẻ khó xử hắn nghĩ tới một cái khả năng đó chính là đại ly không phải là trở về đuổi giết kim nhân long đi nhưng là giờ phút này hắn lại không dám hỏi nhiều bởi vì đại ly còn có một thân phận bẩm sinh bắt quái chi nhất này một mạch trước kia thuộc về người hoàng một mạch sau lại ra điểm vấn đề nghe nói hiện tại trực tiếp bị thiên nhân nói cung bên kia quản lý phía trước vẫn luôn phong ấn tại thiên nhân nói cung bên trong hiện tại hình như là có cái gì đại sự mới bị thả ra này căn bản không hảo đắc tội đừng chơi đa dạng đừng hỏi nhiều trực tiếp mang ta đi tìm người là được lạc trần lạnh nhạt mở miệng nói hảo cầm đầu chuẩn vương gọi là đem phụ đem phụ bất đắc dĩ chỉ có thể mang lên lạc trần đem tọa kỵ nhường cho ta lạc trần chỉ chỉ đem phụ dưới háng long mã long mã cao lớn uy mãnh bốn vó còn có lửa cháy lập lòe cái này làm cho đem phụ căn bản không dám nói thêm cái gì liền đem lòng mã nhường ra tới lạc trần khoanh chân ngồi đi lên sau đó bị đem phụ mang theo đi tìm kim nhân long đi này đàn chuẩn vương tốc độ cực nhanh hơn nữa tựa hồ đã sớm nắm giữ kim nhân long hành tung bay vọt một đám thật lớn sao trời lúc sau thực mau liền tới tới rồi một viên thật lớn sao trời thượng này viên sao trời thượng nhân khẩu khổng lồ hơn nữa tựa hồ là một cái đại bộ phận giống nhau hơn nữa tràn ngập cường đại quỷ khí lạc trần nhìn thoáng qua nơi này chót vót thật lớn kim tự tháp rất giống là địa cầu cái loại này may a kim tự tháp hơn nữa ở chỗ này còn có không ít tóc vàng mắt xanh nhân tộc cùng đời sau âu mỹ người có điểm tương tự nhưng là lại không hoàn toàn giống nhau bọn họ càng như là một đám thiên sứ giống nhau lớn lên cực kỳ xinh đẹp lạc trần không có đại ly ký ức cho nên vô pháp phán đoán nhưng là hắn lại có lý do đi dò hỏi rốt cuộc đại ly bị phong ấn thời gian rất lâu những người này một bộ phận là người phó một bộ phận là thợ săn tộc nơi này hỗn hợp quỷ bộ nguyên bản là ngũ hành bộ cùng quỷ bộ chỗ giao giới phía trước vẫn luôn ở tranh đấu hơn nữa chín di cũng tham dự vào được thợ săn tộc xem như chín di một cái chi nhánh đem phụ mở miệng nói đã tìm được rồi kim nhân long vị trí trong đó một cái chuẩn vương mở miệng nói bọn họ một hàng tám chuẩn vương Giờ Phút này kéo dài qua trời cao mà đi tới rồi một chỗ thành trấn sa mạc bên trong. Bốn phía máu tươi không ít, khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi, Kim Nhân Long giờ Phút này đôi tay chống chân, bốn phía thình lình còn quay chung quanh hai cái chuẩn vương thi thể, người Long. Chiến lực thật sự không kém, ở chỗ này ít nhất còn có mười mấy chuẩn vương. Giờ Phút này đã khống chế được Kim Nhân Long, nhưng là vẫn như cũ vẫn là bị Kim Nhân Long phản giết hai cái, mà ở Lạc Trần từ trên cao xuống dưới lúc sau. Vốn dĩ bình tĩnh Kim Nhân Long sắc mặt đột nhiên lạnh lùng, nguyên bản bình ổn hơi thở nháy mắt. Bạo Dũng, Kim Nhân Long, nghĩ kỹ, liền tính ngươi là ngũ hành bộ người. Ở chỗ này chính là có chín di cùng quỷ bộ, ngươi nếu tiếp tục động thủ, chỉ có thể giết ngươi. Trong đó một cái chuẩn vương quát lớn nói, "Đại Ly." Kim Nhân Long bỗng dưng lộ ra một ngụm trắng tinh lại nhiễm huyết hàm răng. Thần sắc điên cuồng đi lên, đem người cho ta. Lạc Trần mở miệng nói, đại. Ly tiền bối, mặt trên điểm danh muốn bắt hắn trở về. Đem mặt trái lộ ngượng nhịu, lại đây. Lạc Trần nhìn đem phụ mở miệng nói, đem phụ đi qua. Đứng ở Lạc Trần trước mặt, phanh, Lạc Trần nâng lên bàn tay chính là một bạt tai phiến ở đem phụ. Trên mặt, này một cái tát tự nhiên không nặng nhưng là vũ nhục tính rất cường đại đem phụ thần sắc giận dữ mà lạc trần lại một phen nhéo đem phụ cổ áo người cho ta nghe rõ sao lạc trần lạnh lùng nhìn đem phụ đem phụ nắm tay niết sắc rung động bạo nộ đôi mắt gắt gao nhìn lạc trần nghe rõ đem phụ vẫn là túng không có lựa chọn động thủ lạc trần một phen đem đem phụ đẩy đi ra ngoài sau đó nhìn đã bị trói buộc kim nhân long mà kim nhân long cũng lạnh lùng nhìn đại ly hắn bị hai cái chuẩn vương đẩy lại đây sau đó kim nhân long vô cùng lạnh băng nhìn lạc trần trong mắt sát ý vô tận những người khác lan lạc trần bỗng dưng mở miệng nói đi đem phụ thần sắc rất khó xem nhưng là cuối cùng vẫn là lựa chọn dẫn người đi bốn phía trở nên an tĩnh chỉ có một trận cát vàng thổi bay kim nhân long kim sắc tóc dài cũng bị thổi rối loạn ta sẽ giết ngươi kim nhân long lộ ra hung ác thần sắc là ta lạc trần từ long mã đi xuống tới vỗ vỗ kim nhân long bả vai cái này làm cho kim nhân long đột nhiên cả kinh lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc ngươi đại ly đã chết kim nhân long nháy mắt liền nghĩ tới cũng suy nghĩ cẩn thận sao người lại tới đây kim nhân long lại lại lần nữa hoảng sợ lạc vô cực lá gan cũng quá lớn đi tới nơi này cho dù là linh hồn tới phải biết rằng làm không hảo đều phải chết ở chỗ này, rốt cuộc đây chính là đệ nhất kỷ nguyên. Cao thủ nhiều như mây giống nhau, lại còn có có đỉnh cấp sinh linh, đừng nói đỉnh cấp sinh linh. Chính là vương tới, lạc trần đều không thấy được có thể tồn tại đi trở về, ngươi. Như thế nào bị bắt? Lạc trần hỏi, ta tới thăm đế, ta tra được một bộ phận sự tình, tính toán bị bắt lấy lúc sau. Trà trộn vào chín gì hoặc là quỷ bộ, trước cho ta buông ra đi. Kim Nhân Long mở miệng nói, ngươi cảm thấy chúng ta thân phận, ta cho ngươi buông ra hợp lý sao? Lạc Trần hỏi ngược lại, lời này nhưng thật ra đánh thức Kim Nhân Long, những cái đó chết hầu, trước mắt còn không có rơi xuống. Nhưng là bọn họ hẳn là sẽ chọn lựa một cái đi đầu người, ngươi tưởng trở thành đi đầu người? Lạc Trần hỏi, ta không được, không có người sẽ ngốc đến làm ta đi đầu. Kim Nhân Long mở miệng nói, vậy ngươi tính toán như thế nào làm, Liên hôn, ngũ hành bộ cùng chín di còn có quỷ bộ muốn liên hôn, hẳn là mặt trên ý tư, nghe. Nói là hy vọng ngũ hành bộ chín di cùng quỷ bộ tạm thời buông ân oán. Kim Nhân Long mở miệng nói, trên thực tế là trói định ở bên nhau. Làm chín di cùng quỷ bộ cũng làm pháo hôi. Lạc Trần hỏi, Kim Nhân Long gật gật đầu, ngũ. Hành bộ bên này hẳn là sợ không đủ, cho nên mặt trên ý tứ làm ngũ hành bộ vương ra mặt. Làm chín di cùng quỷ bộ cùng bọn họ liên hôn, ngươi. Là hoài nghi một bộ phận chết hầu đến lúc đó sẽ ở quỷ bộ cùng chín di giữa chọn lựa. Lạc Trần suy đoán nói, đại khái sẽ có loại này khả năng. Kim Nhân Long trả lời nói, hắn còn không có trà trộn vào đi. Kết quả bị Lạc Trần ở chỗ này cấp ngăn cản ta. Mang theo ngươi, đi trước cha xét một chút, không được liền đem liên hôn phá hủy. Lạc Trần mở miệng nói, như thế nào phá hư? loại này liên hôn đều là nhân vật trọng yếu mới có thể đủ kết hợp liên hôn. Nếu không căn bản không hiện thực, Kim Nhân Long mở miệng nói. mươi 3873 cho nhau tính kế. Lạc Trần bắt lấy Kim Nhân Long vẫn như cũ tại đây viên sao trời thượng hành tẩu. Bọn họ muốn đi một tòa cổ xưa tuyệt long thành, nghe nói ở chỗ này chính là lúc này đây liên hôn. Hồn lễ tổ chức địa điểm, đến lúc đó chính là các thế lực lớn, còn có chư vương đô sẽ đến này cộng đồng vì tân nhân hạ lễ kim nhân long mở miệng nói hắn phía trước đã điều tra không ít tình báo có thể hay không tân nhân chính là đi đầu người lạc trần đột nhiên hỏi nói rốt cuộc này xem như một cái làm người ngoài ý muốn hành vi trái lại tưởng khả năng tính khá lớn kim nhân long đột nhiên sửng sốt kỳ thật cũng không phải không có cái này khả năng nhưng là bọn họ trước mắt còn không biết rốt cuộc là người nào cùng người nào kết hợp cho nên đi trước Tuyệt Long Thành tìm hiểu tin tức vốn dĩ tiến vào Tuyệt Long Thành phải bị kiểm tra, nhưng là Lạc Trần bắt lấy Kim Nhân Long vào thành thật sự là quá trói mắt, hai người kia ở đệ nhất kỷ nguyên đều xem như có chút danh tiếng người. Đặc biệt là Đại Ly Thần sắc lạnh nhạt bắt lấy Kim Nhân Long. Càng làm cho người cảm thấy tốt nhất vẫn là không cần trêu chọc Đại Ly tới hảo, cho nên căn bản là không có kiểm tra khiến cho Đại Ly cùng Kim Nhân Long đi vào, vào thành sau lạc trần tìm một gian sân đặt chân kim nhân long trước sau vẫn duy trì bị trói buộc trạng thái mà không bao lâu liền có người tới đó là một cái quỷ bộ người hiển nhiên bên trong thành các thế lực lớn cũng nghe tới rồi đại ly vào thành đại ly tiền bối quỷ bộ tiến đến chính là một nữ tử cả người âm hàn mang theo một cổ thịt thối vị nhưng là đây là quỷ bộ đặc có hơi thở nữ tử bản thân kỳ thật vẫn là người sống tới tìm ta làm cái gì Lạc Trần ngồi ở trên ghế nhìn trước mắt quỷ bộ nữ tử nhà ta chủ thượng nói nếu đại ly tiền bối vào thành đêm nay có tiệc tối tự nhiên muốn mời đại ly tiền bối nữ tử mở miệng nói nhà người chủ thượng quỷ vương dưới tòa đệ thất tử minh bảy ta vào thành thời điểm nghe nói các người muốn cùng ngũ hành bộ còn có chín di liên hôn là minh bảy muốn cưới ai Lạc Trần hỏi nhà ta chủ thượng cưới kim bộ kim nhân vương con gái duy nhất kim thiên nhi. Quỷ bộ nữ tử đào cũng không có hoài nghi, trực tiếp liền đem sự tình nói ra, chín di đâu. Lạc Trần lại hỏi, vẫn là nhà ta chủ thượng, cưới chín di phong sau, ta cơ, hảo phúc khí. Lạc Trần cười cười, nhưng lại là cười lạnh, cái này làm cho quỷ bộ nữ tử cũng làm không rõ ràng. Lắm này rốt cuộc là khen vẫn là khác có ý tứ gì, đêm nay ta sẽ đến. Lạc Trần lại lần nữa mở miệng nói. Tòa thành này nội hiện giờ chuẩn vương tụ tập lạc trần vào thành thời điểm liền phát hiện. Hơn nữa các bộ cao thủ giờ phút này cũng ở trong thành. Nếu lạc trần lòi nói, thật là thật lớn phiền toái nữ tử đi rồi kim nhân long giờ phút này hơi hơi nhíu mày phong sau tà cơ như thế nào sẽ gả cho minh bảy phong sau tà cơ là ai lạc trần hỏi đây là chín gì một cái truyền kỳ nhân vật nghe nói gả cho phong linh nhưng là phong linh lại bị nàng cắn nuốt nữ. Nhân này thủ đoạn không bình thường, lúc trước chính là vương muốn cưới nàng. Đều không có có thể đắc thủ, hơn nữa nàng tuy rằng không có thành vương. Nhưng là lại cùng rất nhiều vương cùng thế hệ có. Chút vương tuổi trẻ thời điểm thậm chí còn từng theo đuổi quá tà cơ. Kim Nhân Long mở miệng nói, như vậy được hoan nghênh. Lạc Trần hỏi, "Phong, Tào tận xương, mị hoặc thiên thành cho, nên mới có tà cơ chi xương, nhưng là nó phải gả cho Minh Bảy, điểm này hảo kỳ quái." kim nhân long mở miệng nói nàng nếu là gả cho quỷ vương ta cảm thấy còn tin tưởng hiện tại phải gả cho quỷ vương nhi tử này thật sự làm người kỳ quái kim nhân long lại lần nữa suy tư nói này bản thân chính là một hồi bộ lạc liên hôn nhưng là này cũng quá kỳ quái đêm nay đi xem sẽ biết lạc trần mở miệng nói nếu được không nói ta đem minh bảy đoạt xá lạc trần mở miệng nói ngươi tính toán đoạt xá minh bảy này quá mạo hiểm, mỗi ngày đều ở vương mí mắt phía dưới hành sự. Hơi chút không chú ý liền bại lộ. Kim Nhân Long mở miệng nói, nếu minh bảy chính là mười muôn lần chết hầu đi đầu người, đoạt xá chẳng phải là càng tốt. Lạc Trần hỏi, chính là nếu minh bảy là chết hầu đi đầu người. Liền sẽ không làm hắn liên hôn mới đúng rồi a à. Kim Nhân Long có điểm nghi hoặc không? Hoàn toàn tương phản, ngũ hành bộ, quỷ bộ thậm chí là chín di cho nhau chi gian đều có thù hận điểm này đúng không lúc này liên hôn là bách với thiên nhân nói cung bên kia áp lực ta phỏng chừng ai cũng không nghĩ thiệt tình liên hôn chỉ là bị bức bách cho nên trận này liên hôn chính là tam phương thế lực đều cảm thấy ghê tởm người như vậy lúc này liên hôn đối tượng nếu là một cái người chết này không phải giải quyết lạc trần mở miệng nói hơn nữa đến lúc đó minh bảy vẫn là ngũ hành bộ cùng chín di con rể phía dưới người nhìn như vậy quan trọng nhân vật đều đi chịu chết như vậy phía dưới người tự nhiên liền càng nguyện ý đi chịu chết lạc trần mở miệng nói này phiên phân tích làm kim nhân long một trận bội phục hắn là thật sự không nghĩ tới nhìn vấn đề còn có thể như vậy xem đó chính là nói minh bảy kỳ thật là khí tử cho nên phong sau gả cho hắn cũng có vẻ bình thường dù sao minh bảy trước sau là muốn chết kim nhân long thở dài nói mà Kim bộ công chúa Kim Thiên Nhi gả cho hắn, cũng coi như là bị từ bỏ. Kim Nhân Long thở dài nói, đây là đệ nhất kỷ nguyên bệnh chung. Cũng là lạc trần phía trước theo như lời, đệ nhất kỷ nguyên không có đoàn kết. Chỉ có cho nhau tính kế, chỉ có cho nhau chu toàn, như vậy gì sầu không hủy diệt thủy. Cùng hòa trước sau là vô pháp dung hợp hài hòa, chỉ có đối lập cùng sinh tử, đây. Là các bộ cùng các thế lực lớn chi gian quan hệ cho dù là ở đối phó thứ năm kỷ nguyên chuyện này thượng cũng là có từng người bàn tính cùng tính kế nếu chúng ta giết minh bảy chẳng phải là càng tốt cứ như vậy liền không có người có thể trở thành chết hầu đi đầu người kim nhân long mở miệng nói không thể giết người giết một cái minh bảy còn có một cái khác minh năm lý tư trương tam bọn họ còn sẽ tuyển ra tới một cái người lạc trần mở miệng nói tốt nhất chính là có thể khống chế minh bảy Lạc Trần lại lần nữa mở miệng nói, ban đêm thực mau liền tới tới rồi, tới rồi ban đêm. Toàn bộ tuyệt long thành liền bắt đầu thay đổi, bốn phía sáng lên một chản chản giấy đèn. Giấy đèn tản mát ra từng đạo màu lam nhạt quang mang. Thoạt nhìn như là ma chơi giống nhau, cái này làm cho toàn bộ tuyệt long thành thoạt nhìn thập. Phần âm trầm, hơn nữa chưa từng có bao lâu. Liền có hai cái người bù nhìn nâng đỉnh đầu sủi cảo đi tới lạc trần cổng lớn chờ đợi, hiển nhiên minh bộ thỉnh người phương thức thật là quỷ tới thỉnh người tới lạc trần ninh khởi kim nhân lòng xem cũng không có xem một cái người bù nhìn trực tiếp liền thượng cỗ kiệu cỗ kiệu bị người bù nhìn nâng lên phát ra kẽo kẹt kẽo kẹt tiếng vang nhưng là thực mau liền tới tới rồi một tòa thật lớn cung điện chỉ là này cung điện lại cũng thập phần quỷ dị bởi vì cung điện cuối là một tòa thật lớn mộ bia mộ bia ngồi một người xem khởi sắc mặt tái nhợt, cả người có chút khô gầy, mà giờ phút này ở cung điện đại điện 4. Phía đã bãi đầy một đám cái bàn, chuẩn vương, thiên tôn khoanh chân ngồi trên mặt đất. Lạc Trần bắt lấy kim nhân long đi xuống tới nháy mắt. Bỗng nhiên một đạo lạnh lẽo ánh mắt liền nhìn về phía Lạc Trần bên này. mươi 3874 tranh đấu. Giờ phút này một cái cả người kim quang lấp lánh nữ tử. Thân xuyên một đám kim sắc vật phẩm trang sức nhưng là đại bộ phận trắng tinh làn da lậu ở bên ngoài làm nữ tử dáng người vô luận là thon thon một tay có thể ôm hết eo thon nhỏ vẫn là kia thẳng tắp tiết trắng đại chân dài đều hiện ra ở bên ngoài nữ tử tuyệt mỹ mang theo vài phần tính trẻ con nhưng là nàng ánh mắt lại nhìn về phía lạc trần nơi này trong mắt hàn ý vô tận người thả ta sẽ không lại nói lần thứ hai kim thiên nhi tràn đầy hàn ý đối với lạc trần mở miệng nói nàng là kim bộ công chúa kim nhân vương con gái duy nhất thấy được kim nhân long bị đại ly bắt được tự nhiên sẽ giận tự nhiên sẽ cứu tiểu nha đầu không nên gấp gáp đêm nay trò hay nhiều lắm đâu hà tất một hai phải lúc này liền trước nháo sự giờ phút này một cái khác phương hướng một nữ tử đã đi tới nàng ăn mặc đồng dạng bại lộ cơ hồ là toàn thân trừ bỏ bộ vị mấu chốt che đậy còn lại cơ hồ đều không có che đậy đồng dạng đem tuyệt mỹ dáng người còn có mị hoặc tư thái bày ra vô cùng nhuần nhuyễn đặc biệt là nàng để chân trần đạp lên một đoàn phong toàn thượng thon dài chân dài đi lại gian vòng eo vặn vẹo lên quả thực có loại nhiếp nhân tâm phách mị hoặc ở đây rất nhiều chuẩn vương đều không có cầm giữ trụ hai mắt của mình loại này mị hoặc phảng phất là có thể hoàn toàn gợi lên người nội tâm chỗ sầu nhất dục vọng, hai cái bà nương, xuyên thành như vậy, một cái so một cái tao. Ta này nón xanh không phải mang định rồi. Giờ phút này ngồi ở mộ bia thượng cái kia thoạt nhìn như là một cái bệnh lao quỷ giống nhau. Minh bày bỗng nhiên mở miệng, hắn nói nói mấy câu liền ho khan một câu. Cả người như là tùy thời đều phải chết đi giống nhau, bát. Lấy hắn, đêm nay ta liền bồi ngươi ngủ. Kim Thiên Nhi bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng nói, nàng muốn động thủ nhưng là bốn phía quỷ khí âm trầm, mấy chỉ lệ quỷ trước sau hiện lên ở bên người nàng. Còn có một con chặt đầu quỷ ngồi ở một cái mộ bia trước chặn nàng, bằng không nàng vừa mới sợ là. Liền trực tiếp đối lạc trần động thủ, không bắt lấy hắn, người cũng đến gả cho ta, hơn. Nữa ta một cái ma quỷ, có cái gì ngủ ngon. Minh bày cười lạnh một tiếng, hai. Vị bà nương ngừng nghỉ trong chốc lát, tuy rằng các ngươi còn không có gả lại đây nhưng là hơi chút để ý một chút ta mặt mũi mình bẩy lại ho khan vài tiếng ngươi thật nên hảo hảo dưỡng dưỡng thân mình bằng không ta còn không có gả cho ngươi ngươi cũng đã đã chết ta cơ lời tuy nhiên là quan tâm nhưng là nghe tới lại là chào phúng bà nương giáo huấn chính là vì các ngươi hai vị mỹ nhân ta đích xác hẳn là hảo hảo tồn tại nhưng là chúng ta quỷ bộ giống như muốn tuẫn táng hai Vị bà nương, nghĩ kỹ rồi cùng ta đi ngầm cùng nhau hôn mê sao? Mình bảy nhìn về phía Kim Thiên Nhi cùng ta cơ, lấy thân phận của hắn kỳ thật không nên. Cũng không dám nói như vậy lời nói, nhưng là hắn hiện tại tựa hồ điên cuồng giống nhau. Nói chuyện hoàn toàn không thèm để ý, hôm nay buổi tối tiệc tối, đừng nháo ra sự tình gì, ta còn chưa chết đâu. Minh Bảy mở miệng nói, thất công tử nói đùa. Giờ phút này một cái chuẩn vương mở miệng nói, ta nói nghiêm túc đại ly tiền bối minh bảy bỗng nhiên mở miệng gian nhìn về phía đại ly lạc trần kỳ thật xem như đánh bậy đánh bạ bởi vì dựa theo vốn dĩ kế hoạch minh bảy thành hôn sau sẽ có người mang theo hắn cùng nhau chấp hành kế hoạch mà người này chính là đại ly rốt cuộc đại ly ở thứ năm kỷ nguyên đã làm tốt định vị cũng chính là đại ly kỳ thật sớm tới muộn giống nhau sẽ đến minh bảy biết điểm này minh bảy càng là biết hắn chính là một quả quân cờ, một quả muốn khoảnh khắc phương hoa. Tự bạo quân cờ, đến nỗi này thành thân. Bản thân chính là một cái chê cười, đây cũng là hắn nói chuyện có chút không kiêng nể gì nguyên. Nhân, đương nhiên hắn đối đại ly cũng không có hảo cảm. Rốt cuộc người này dẫn hắn đi tìm chết người, hơn nữa này còn không có thành thân. Liền tới rồi, nơi này người, bao gồm kia hai nữ nhân cái nào không hy vọng hắn đi tìm chết, đại gia chỉ là trong lòng biết rõ ràng. Không có nói ra thôi, ta chỉ là tới dự tiệc mà thôi. Lạc Trần vừa thấy Minh Bảy, liền biết. Chính mình hẳn là đoán đúng rồi, như vậy sự tình liền dễ làm nhiều. Lấy mạng quỷ, thượng rượu, thượng đồ ăn. Minh Bảy mở miệng nói, lời này cũng là cố ý, cố ý làm lấy mạng quỷ tới thượng rượu và thức ăn. Bởi vì những người này đối với Minh Bảy mà nói đều là lấy mạng quỷ, mới đầu Minh Bảy còn cảm thấy không có gì. Rốt cuộc cùng lắm thì chính là vừa chết, nhưng là tử vong cách hắn càng gần. Hắn liền càng là có điểm bất an cùng không cam lòng, trong mắt hắn. Đại ly làm sao không phải lấy mạng quỷ, giờ phút này một cái lấy mạng quỷ. Nâng thật dài xiềng xích, sau đó đem một đám đầu lâu bưng đi lên, bên trong thịnh phóng chính là. Rượu cùng đồ ăn, chúng ta kính ta tương lai phu quân một ly. Giờ phút này ta cơ bưng lên sọ, sau đó liền như vậy đem rượu trực tiếp ngã xuống trên mặt. Đất đây là dùng để kính người chết bà. Nương, trước kia kính ngươi là tiền bối, xưng ngươi một tiếng phong sau tiền bối. Hiện tại ngươi cười ta, ngươi không cũng giống nhau." Minh Bảy cười nói, "Vừa thấy đến ngươi thân thể kia a, ngẫm lại kết hôn đêm đó nhập động phòng, ta liền rất vui vẻ." Minh Bảy nhìn đến phong sau ta cơ vũ nhục hắn, hắn cũng không muốn ăn mệt ngươi được không ta không được ta trong thân thể sắc quỷ chính là thực hành bọn họ đã sớm đối với ngươi chảy nước dãi ba thước đúng không minh bảy hỏi đầu vai hắn bỗng nhiên toát ra tới bảy tám cái sắc quỷ từng đôi xanh mượt đôi mắt nhìn về phía phong sau phát ra cực kỳ nan kham tươi cười ngươi giúp ta đem người cứu đem hắn giết ngươi ta đều có chỗ lợi giờ phút này kim thiên nhi còn không chịu từ bỏ đó là đại ly tiền bối, nhà các ngươi lão gia tử cũng chưa biện pháp sát, ngươi làm ta đi giết." Minh Bảy cười lạnh một tiếng, "Các ngươi nói có điểm nhiều." Lạc Trần bỗng nhiên mở miệng nói, vốn dĩ không có chuyện của hắn nhưng là Lạc Trần cảm thấy, nếu đại ly là kế hoạch bên trong một bộ phận, hẳn là không hy vọng những người này đàm luận cùng mâu thuẫn chuyện này. Lời này làm Kim Thiên Nhi mày nhăn lại, Tà cơ trong mắt hiện lên một tia hàn quang, các nàng đồng dạng là bị buộc bất đắc dĩ. Ngại với thiên nhân nói cung áp bách tuy rằng các nàng hai cái không cần trả giá tử vong đại. Giới, nhưng là đồng dạng là bị bắt tự nhiên sẽ không cao hứng. Thậm chí mâu thuẫn, mà Minh 7 giờ phút này cũng câm miệng bởi vì hắn phía sau đứng ra một cái. Quỷ, cái kia quỷ là màu đỏ, cả người tản mát ra hồng quang thoạt nhìn thập phần đáng sợ cùng làm cho người ta sợ hãi giờ phút này một đám chuẩn vương sôi nổi đứng dậy sau đó ôm quyền nhất bái tiếp theo quỳ xuống đây là quỷ bộ quỷ vương đương nhiên chỉ là một đạo hình chiếu minh bảy cả người kịch liệt run rẩy vô luận là hắn trong thân thể quỷ vẫn là bốn phía quỷ giờ phút này đều đang run rẩy minh bảy cả người run rẩy tựa hồ thập phần thống khổ chính là kim thiên nhi giờ phút này đều không khỏi quỳ xuống hiện trường duy nhất không có quỳ liền ba người, phong sau tà cơ, lạc trần. Bị trói buộc kim nhân long, quỷ vương hình chiếu ánh mắt lạnh lùng nhìn lạc trần, đại. Ly, người tới sớm, hình chiếu thanh âm băng hàn, một mở miệng. Toàn bộ tuyệt long thành cùng toàn bộ tinh cầu giờ khắc này tất cả đều lâm vào hắc ám, một đạo. Đã đen nhánh huyết hà từ trên cao chảy xuôi mà qua. Mà lạc trần còn lại là cầm lấy hồ lộ uống một ngụm rượu, cũng không có để ý tới quỷ vương chương 3875 ẩn dụ quỷ vương hơi thở ngang trời mà qua. Lạc trần hóa thành đại ly vẫn như cũ thập phần tự tại cùng tự nhiên. Tự hồ cũng không có đem quỷ vương để vào mắt kim nhân long ở một bên khẩn trương không thôi. Hiện tại hơi chút ra điểm vấn đề, quỷ vương khả năng liền sẽ ra tay, mà một khi ra tay. Lạc trần liền phải lòi, rốt cuộc cho dù là vương hình chiếu. Đây cũng là vương, kim nhân long quá khẩn trương không khí cũng trở nên khẩn trương đi lên, nhưng là cứ như vậy rằng có một phút sau. Quỷ vương bỗng dưng bỗng nhiên tiêu tán, quỷ vương hơi thở một tiêu tán. Bốn phía mọi người cảm giác được cả người một trận nhẹ nhàng, phong sau tà cơ một đôi động lòng. Người mắt đẹp nhìn Lạc Trần liếc mắt một cái. Tự hồ đối Lạc Trần cực kỳ cảm thấy hứng thú, mà Lạc Trần vẫn như cụ uống rượu. Mình bảy nhìn đại ly, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hắn vốn muốn há mồm nói cái gì, nhưng thật ra tà cơ giờ phút này vặn vẹo thon dài chân dài mà đến, gợi cảm vô địch dáng người hơn nữa mị hoặc vô tận. Đích xác thực dễ dàng dẫn động toàn trường tiêu điểm, tà cơ đi bước một mà đến. Kim Nhân Long thần sắc bất biến, nhưng là nội tâm lại thầm hô không xong, này vừa mới đi rồi một cái quỷ vương hình chiếu. Như thế nào lại đưa tới một cái tà cơ, tà cơ khóe miệng có một mạt độ cung đi hướng lạc trần đồng thời thậm chí còn cố tình trêu chọc một chút chính mình ngạo nhân dáng người chỉ là liền ở nàng vừa mới đi đến lạc trần trước mặt thời điểm nơi xa minh bảy rốt cuộc vẫn là mở miệng đại ly tiền bối là ta bạn thân người muốn câu dẫn ta bạn thân không thành lời này làm ta cơ bước chân một đốn sau đó lại lần nữa nhìn nhìn lạc trần đại ly tiền bối thực đặc biệt đâu ít nhất so với ta phía trước nghe được muốn đặc biệt ta cơ phát ra chuông bạc tiếng cười tiếng cười như là thủy ngân tiết mà giống nhau tư tán mở ra có cổ kỳ lạ vận luật hiển nhiên nàng lời này ý có điều chỉ nhưng là lại không có vạch trần hoặc là nói thẳng ra tới lạc trần trong óc bên trong nhanh chóng đảo qua một ý niệm sau đó phản ứng phi thường nhanh chóng mở miệng nói ta thực thích ngươi đáng tiếc lòng ta đã trang một nữ nhân khác lạc trần khóe miệng xẹt qua một mặt độ cung cái này làm cho ta cơ thái độ nháy mắt liền thay đổi, nàng vừa mới đích xác có nghi ngờ. Bởi vì Đại Ly Ti rằng không tính là háo sắc, nhưng cũng là một cái bình thường nam tử. Nếu đối nàng không có phản ứng, như vậy chính là dụng tâm kín đáo người, cho nên nàng mới có thể. Hoài nghi Lạc Trần, mà Lạc Trần vừa mới cũng đoán được cho nên mới sẽ tìm được lý do, đại. Ly Tiền Bối có không cùng ta ngồi ở cùng nhau? Minh Bảy bỗng nhiên mở miệng nói, Lạc Trần Ninh Kim Nhân Long liền đến gần Minh Bảy. Cuối cùng ở Minh Bảy bên cạnh ngồi xuống. Tới gần Minh Bảy, mới phát hiện Minh Bảy trên người hơi thở thập phần quái dị. Lệ quỷ quấn thân, trong cơ thể phảng phất dưỡng thượng vạn chỉ quỷ giống nhau, hơn nữa này đó. Quỷ hiện tại đã ở vào bùng nổ trạng thái. Có loại tùy thời sẽ lao ra bên ngoài cơ thể cảm giác đại. Ly tiền bối biết này tuyệt long thành như thế nào tới sao? Minh Bảy nhìn Đại Ly, sau đó lại cố ý nhìn thoáng qua bên cạnh Kim Nhân Long, người nói, Minh. Bảy thở dài một tiếng, sau đó bỗng nhiên mở miệng, nói về một cái chuyện xưa, rất sớm trước kia. Này Tuyệt Long Thành còn không phải cái gì Đại Thành, mà là một cái nho nhỏ thôn xóm, tại đây thôn xóm thời điểm. Nơi này sinh hoạt một ít người thường, này đó người thường dựa vào trên núi đi săn. Hoặc là đồng ruộng hoa màu sinh hoạt, bọn họ cũng không biết thế giới như thế nào giống như ếch ngồi đáy giếng, ở thôn bên trong, có hai huynh đệ nhất giàu có. Bởi vì bọn họ tổ tiên là sớm nhất đi vào nơi này. Chiếm lĩnh không ít thổ địa cùng tài nguyên, đại nhi tử ham ăn biếng làm. Không muốn làm việc con thứ hai nhưng thật ra chăm chỉ kiên định. Thôn xóm người đều thích nhưng là có một ngày, này lão nhân ra chết thời điểm. Cư nhiên đem sở hữu gia sản chín thành đô cho đại nhi tử lý do là lão đại ham ăn biếng làm sớm hay muộn sẽ đói chết ngược lại là con thứ hai chính mình có năng lực có thể tay làm hàm nhai có thể dựa vào chính mình quá rất khá minh bảy nói nơi này cười khổ nói ngươi xác định ngươi nói chỉ là một cái chuyện xưa lạc trần cười lạnh hỏi đương nhiên minh bảy lại lần nữa mở miệng nói sau lại đại nhi tử ỷ vào thật lớn ra sàn quá đến đích xác hô mưa gọi gió Nhật tử quá đến kia kêu một cái tiêu sái, trái lại con thứ hai đầu mấy năm. Quá đến đặc biệt không tốt, rốt cuộc trong nhà gia sản cấp thiếu, nhưng là cũng may hắn cũng đủ. Chăm chỉ, dựa vào chính mình đôi tay, còn thành tựu một phen gia nghiệp. Thậm chí còn cưới trong thôn mọi người đều thích tức phụ, mà 10 năm sau. Lão đại bởi vì luôn là tiêu xài vô độ, trong nhà gia nghiệp cũng bại hết. Liền cơm đều ăn không được, lúc này lão nhị trong nhà luôn là ném một ít đồ ăn cùng ăn, lão nhị chưa từng có nói ra. Mỗi lần đều nói có lẽ là trong nhà vào cái gì lão thử hoặc là mặt khác dã thú. Trộm đi đồ ăn, lão nhị lão bà cũng minh bạch nơi nào là cái gì lão thử. Kia rõ ràng chính là lão đại thường xuyên tới trong nhà trộm đồ vật. Nếu không lão đại căn bản sinh tồn không đi xuống, trạch tâm nhân hậu đổi lấy không phải cái gì. Mang ơn đội nghĩa, lão đại trộm càng ngày càng quá mức, có đôi khi thậm chí làm hại lão nhị ra. Đói bụng, lão nhị tức phụ vừa thấy, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, cho nên cùng lão nhị xảo. Rất nhiều lần, nhưng là lão nhị vẫn là nhịn. Rốt cuộc mọi người đều là đồng tông cùng nguyên, thẳng đến một ngày nào đó. Trong thôn tới một người, nói nơi này, Minh Bảy dừng một chút, nhìn về phía Lạc Trần, người. "Nào?" Lạc Trần hỏi, một cái ân nhân cứu mạng minh bảy gắt gao nhìn chằm chằm lạc trần sau đó lạc trần tiếp tục hỏi người kia là một cái thợ rèn thoạt nhìn lôi thôi lách thách không có người biết hắn đánh nơi nào tới không có người biết hắn gọi là gì cho nên đại gia quản hắn kêu lôi thôi thợ rèn lôi thôi thợ rèn làm việc chỉ ăn cơm không cần khác tuy rằng lượng cơm ăn lớn một chút nhưng là chế tạo công cụ cùng khí cụ lại là mọi người đều thích có một ngày lão nhị thỉnh thợ rèn đi trong nhà làm việc trong nhà một ít thiết khí đều bị thợ rèn đổi mới thợ rèn cũng ở lão nhị trong nhà trụ hạ rốt cuộc có chút sống không phải một ngày hai ngày là có thể đủ làm xong mà có một ngày ban đêm bỗng nhiên ngoài cửa vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết lão nhị vội vàng rời giường sau đó đi theo tức phụ cùng nhau đi ra ngoài vừa thấy phát hiện là một cái máu tê đầm đìa gãy chân lưu tại lão nhị trong nhà tường vây chỗ tường vây bên cạnh còn có một phen sắc bén dao phay nhìn dáng vẻ là có người trèo tường tiến vào kết quả không cẩn thận rơi xuống vừa vặn dứt tới rồi sắc bén dao phay thượng kia dao phay sắc bén khoa trương vô cùng lập tức liền đem một chân cấp thiết xuống dưới lão nhị chất vấn thợ rèn vì cái gì muốn đem dao phay đặt ở nơi này nhưng là thợ rèn nói không phải hắn làm chân là lão đại lão đại què sau lại có một ngày a à, lão nhị đi cấp lão đại đưa một ít ăn. Kết quả phát hiện lão đại trong nhà chen đầy không quen biết người, nguyên. Lai, lão phụ thân còn có thân thích, nhị bá, tam bá đều từ nơi khác đã trở lại. Lúc này lão đại liền nói cho bọn họ, mấy năm nay, lão nhị như thế nào ức hiếp lão đại. Như thế nào ra tay tàn nhẫn, đem chính mình chân chém. Minh Bảy nói nơi này lại nhìn về phía Lạc Trần. mươi 3876 bại lộ những cái đó thân thích muốn sát lão nhị. Lạc Trần hỏi, đại ly tiền bối quả nhiên thông tuệ. Mình bày đem thông tuệ hai chữ cắn thực trọng những. Cái đó thân thích cầm lấy côn bổng giao nĩa, liền phải đem lão nhị phục lấy ra pháp. Lão nhị một người, như thế nào là một đám người đối thủ, bị đuổi theo mãn thôn chạy, mát. Thấy lão nhị phải bị đánh chết, thợ rèn xuất hiện. Thợ rèn một phen khiêng lên lão nhị nhanh chân liền chạy, thợ rèn chạy tuy rằng khiêng một người nhưng là lại chạy trốn bay nhanh bất luận kẻ nào đều đuổi không kịp hắn thợ rèn chạy vào trong núi sau đó đem lão nhị buông tiếp theo cầm lấy chính mình công cụ cư nhiên khai bếp khởi lò sau đó đốt lửa chờ hỏa thế vượng sau cư nhiên đem một khối thiết khối ném vào hỏa thiêu đỏ bừng sau đó thợ rèn cũng không sợ cầm lấy thiết khối liền bỏ vào miệng mình nói đến cũng kỳ quái kia thiết khối tiến miệng sau a à, thợ rèn không chỉ có không có việc gì ngược lại là không ngừng chảy xuống nước miếng, nước miếng dừng ở lão nhị trên người, lão nhị. Những cái đó miệng vết thương liền như vậy kỳ tích hảo, lão nhị còn sống. Thợ rèn về tới thôn, mặt sau đâu? Lạc Trần hỏi, thợ. Rèn giết lão đại bọn họ đám kia người, sau đó thợ rèn ở mọi người kinh hãi trong mắt. Biến thành một đầu long, bay đi, cho nên, nơi này đã kêu tuyệt long thành, thế. Thế đại đại, mọi người đều biết câu chuyện này. Minh Bảy cười mở miệng nói, ngươi uống nhiều. Giờ phút này ta cơ nhìn Minh Bảy, tao bà nương, ta uống nhiều quá. Minh Bảy cười lạnh một tiếng, nếu không đêm nay ta làm ngươi, vẫn. Là ngươi vẫn như cũ đối đại ly tiền bối khuynh tâm, muốn cùng đại ly tiền bối thuế một lần. Minh Bảy cười lạnh liên tục, cái kia lão nhị đâu? Lạc Trần hỏi, cái kia lão nhị, sống sót, sống thực hảo. Minh Bảy mở miệng nói, câu chuyện này đáng sợ nhất chính là lão nhị ngay từ đầu liền biết thợ rèn thân phận lạc trần bỗng nhiên mở miệng nói ngay từ đầu sẽ biết có thân thích tồn tại cho nên không phải lão nhị trạch tâm nhân hậu mà là bất đắc dĩ lạc trần nhìn minh bảy mở miệng nói này liền không biết minh bảy nhìn lạc trần mở miệng nói chỉ là một cái chuyện xưa đại gia cũng đều biết minh bảy bưng lên chén rượu ta đêm nay nếu là tìm đại ly tiền bối nếu ngươi cho rằng cái mũ này ta cho ngươi tiện nhân, ngươi nên câm miệng, ầm vang minh. Bảy lời nói rơi xuống đất, tà cơ cũng đã vung tay. Một đạo thật lớn lực lượng đem minh bảy đánh bay đi ra ngoài, điên. Bà nương, chơi không nổi có phải hay không? Minh bảy giờ phút này từ một mảnh phế tích bên trong đứng dậy. Trong tay trước sau ôm kia khối mộ bia. Làm rõ ràng thân phận của ngươi lại đến cùng ta nói chuyện. Tà cơ thần sắc lạnh băng vô cùng, ngươi vẫn là giúp ta đem người đoạt lấy tới ta có thể giúp ngươi kim thiên nhi giờ phút này ôm bộ ngực mở miệng nói minh bảy từ phế tích bên trong bò lên sau đó lạnh lùng nhìn kim thiên nhi cuối cùng minh bảy về tới ngồi vị trí một mông ngồi xuống tiệc tối cũng không có ý tứ một hai phải ta nan kham vậy không làm trừ vị thỉnh đi lạc trần nhưng thật ra không nói thêm gì một phen ninh khởi kim nhân long liền sải bước đi ra ngoài mà bốn phía một đám chuẩn vương giờ phút này cũng đều sôi nổi đứng dậy sau đó hướng ra phía ngoài đi ra ngoài lạc trần cuối cùng về tới sân hắn suy nghĩ minh bảy cái kia chuyện xưa minh bảy rằng cái kia chuyện xưa chỉ là hảo chơi không thành kim nhân long mở miệng nói hắn là là ám chỉ ta hắn chính là lão nhị mà ta là cái kia long lạc trần nhíu mày nói nhưng là hiện tại còn vô pháp xác định. Lạc Trần nỉ non nói, ám, chỉ ngươi, hắn như thế nào sẽ ám chỉ ngươi, hắn đã nhìn ra, này như thế nào sẽ đâu? Kim Nhân Long thần sắc biến đổi, ta cũng tò mò, hắn chẳng lẽ thật sự đã nhìn ra manh mối, biết ta không phải đại ly. Lạc Trần nghĩ nghĩ, ít nhất Lạc Trần cảm thấy, chính hắn không có lộ ra sơ hở, nếu Minh Bảy đã nhìn ra, chỉ có một nguyên nhân đó chính là minh bảy phía trước tiếp xúc quá lớn ly không phải thông qua bên ngoài phán đoán ra tới mà là thông qua bản thân đối đại ly quen thuộc cùng hiểu biết đã biết lạc trần không phải đại ly sau đó thông qua kể chuyện xưa phương thức ám chỉ lạc trần mà câu chuyện này bên trong minh bảy chính là lão nhị nếu là như thế này minh bảy hẳn là không nghĩ đi tìm chết nhưng là lại không thể không chết lạc trần mở miệng nói chuyện này trở nên càng ngày càng có ý nhưng là này cũng bình thường. Minh bảy không muốn chết rất có đạo lý. Rốt cuộc Minh bảy nếu là chính mình hy sinh, hắn không phải ích lợi đạt được giả kia hắn vì cái gì muốn chết mà thời gian trôi qua một canh. giờ sau lạc trần trong viện bỗng nhiên từ bùn đất bên trong toát ra tới một tòa thật lớn mộ. bia tiếp theo liền nghe được mặt đất phía dưới truyền đến ầm vang thanh như là có cái gì thật lớn dã thú chạy tới giống nhau. không bao lâu tấm bia đá bên trong liền bang ra tới một người, đại. Ly tiền bối, ta tới bắt gian, không có quấy giày ngươi đi. Minh bảy ngồi ở mộ bia thượng, phi đầu tán phát. Quả nhiên không bao lâu, lạc trần sân bốn phía liền bắt đầu kim quang lấp lánh, tiếp theo đại. Môn đã bị trực tiếp một chân đá văng ra, kim thiên nhi đứng thẳng ở cổng lớn, người. Giao ra đây, kim thiên nhi thần sắc âm ngoan, hàn khí mười phần, nhưng là cũng ở ngay lúc này. Tà Cơ thanh âm bỗng nhiên ở Lạc Trần trong phòng vang lên, "Thật là không cho người bớt lo a, à, ra tới tìm cái nam nhân, kết quả này nhà ở như vậy náo nhiệt." Không biết khi nào, Tà Cơ đã chân bóng nằm ở Lạc Trần nơi trong phòng trên giường, nhưng là đáng tiếc chính là trong phòng trống rỗng, một người cũng không có, mà trong viện Lạc Trần nhưng thật ra ngồi ở trên ghế. Một bên Kim Nhân Long bị Lạc Trần đạp lên dưới chân, hoành nằm trên mặt đất cấp lạc trần ở lót chân các ngươi chơi với lửa minh bạch sao lạc trần tiếp tục làm bộ đại ly thân phận lạnh lùng mở miệng nói rốt cuộc hiện tại lạc trần không rõ ràng lắm rốt cuộc ai nhìn ra hắn thân phận ai lại nhìn không ra thiên nhân nói cung liền không có một người nam nhân sao ta cơ cười lạnh một tiếng sau đó thân ảnh dần dần đạm đi mà kim thiên nhi lạnh nhạt vô cùng nhìn lạc trần dưới chân kim nhân long lại nhìn xem trong viện mộ bia thượng minh bảy cuối cùng kim thiên nhi hừ lạnh một tiếng vẫn là lựa chọn quay đầu rời đi sân nội lại lần nữa an tĩnh xuống dưới không trung đầy sao điểm điểm gian đã đi rồi ngươi còn giữ làm cái gì lạc trần lạnh nhạt hỏi đại ly tiền bối ta hôm nay cái kia chuyện xưa thế nào ngươi thực thích chuyện xưa lạc trần hỏi chưa nói tới thích chỉ là cảm thấy cái kia chuyện xưa thực hảo ngụ ý thực hảo Minh Bảy mở miệng nói, đại ly tiền bối, có hay không nghĩ tới, thật sự ở ta sau khi chết. Đem Kim Thiên Nhi cùng ta cơ thu vào ngươi túi hạ. Minh Bảy bỗng nhiên nghiêm túc hỏi tới, không có hứng thú. Lạc Trần mở miệng nói, Mỹ, nhân đều không yêu, cũng không biết đại ly tiền bối ái cái gì. Minh Bảy hỏi, ngươi, nói nhiều quá, nói nhiều, sai liền càng nhiều, ta chỉ là nói cái chuyện xưa. Minh Bảy nhìn Lạc Trần. Lạc Trần hiện tại cơ bản xác định. Minh Bảy nhìn ra hắn không phải đại ly. mươi 3877 kế hoạch hoàn chỉnh độ. Lạc Trần tuy rằng đã biết nhưng là vẫn như cụ bất động thanh xác Mà là tiếp tục nhìn Minh Bảy, Minh Bảy đồng dạng nhìn Lạc Trần. Hai người như là rằng co giống nhau, hồi lâu đều chưa từng nói chuyện, cuối cùng. Vẫn là Kim Nhân Long đánh vỡ trầm mặc, hắn động một chút, sau đó đứng dậy. Chính mình tìm một chỗ ngồi xuống, đại. Ly tiền bối ta chính là thực hy vọng có thể cùng đi với ngươi kề vai chiến đấu nột. Minh bảy mở miệng nói, nhưng là lời này có vẻ rất quái dị. Ngữ khí rất quái dị, nhưng là lạc trần nghe hiểu, Minh bảy nói chính là nói mát. Hắn ở nói cho chính mình không nghĩ đi chịu chết vì... Đệ nhất kỷ nguyên hy sinh, đây là ngươi ta vinh hạnh nơi. Này lại không có người ngoài, đại ly tiền bối không cần như thế minh bảy mở miệng nói lời này đồng dạng là nói mát ý tứ nơi này có người ở nghe lén hết thảy lạc trần nghĩ nghĩ phạm vi mấy dặm nội giờ phút này đã không người hơn nữa chủ yếu là lạc trần khí chàng hoành đè ở nơi này nếu có người nói như vậy trước tiên là có thể đủ phát hiện như vậy nghe lén người kia rốt cuộc là ai đâu kim nhân long khẳng định không phải như vậy chỉ có một khả năng đó chính là minh bảy chính mình minh bảy trên người quỷ quá nhiều này đó quỷ bên trong có nghe lén giả, này cũng giải thích minh bày vì sao nhất định phải ở trong. Yến hội khiến cho Lạc Trần chú ý, hơn nữa dùng ẩn dụ phương thức tới nói cho chính mình, ngươi. Chẳng lẽ không nghĩ hy sinh? Lạc Trần hỏi, lời kia vừa thốt ra. Minh bày sắc mặt liền thay đổi, sau đó nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói tưởng. Rất tưởng, đại ly tiền bối không phải nói sao, vì đệ nhất kỷ nguyên hy sinh là ta trở vinh hạnh nhưng là ngươi nói có điểm nhiều. Lạc Trần bỗng nhiên một bước bước ra. Sau đó trực tiếp một phen chế trụ minh bảy cổ, minh bảy không có phản kháng. Hắn trong cơ thể giờ phút này dò ra từng con tay cùng đầu, những cái đó đầu là từng con lệ quỷ. Thập phần khủng bố, những cái đó lệ quỷ móng vuốt hướng tới Lạc Trần liền bắt qua đi. Một đám thập phần khủng bố. Minh bảy giờ phút này nhìn Lạc Trần, không có phản kháng trên mặt ngược lại còn mang theo ý cười, cũng ở ngay lúc này. Lạc trần bàn tay bên trong bỗng nhiên bốc cháy lên, đó là từng đạo đáng sợ ly hỏa. Thập phần khủng bố, ly hỏa trong khoảnh khắc mà đi, không chỉ có bậc lửa những cái đó lệ quỷ. Phảng phất là minh bảy đều bị bậc lửa giống nhau, lệ quỷ cùng minh bảy phát ra thê lương kêu. Thảm thiết tiếng kêu làm người ra đầu tê dại, nhưng là lạc trần không có đình chỉ mà là tiếp tục ở sử dụng ly hỏa ở thiêu đốt thẳng đến đốt tới thứ 787 chỉ quỷ lúc sau. Mình bảy mới bỗng dưng hít sâu một hơi, mà lạc trần cũng dừng tay. Ngọn lửa dần dần tan đi, mình bảy bị thiêu đốt cả người đều ở run rẩy Nửa người đều có điểm tiêu xú vị, sau đó hắn lạnh lùng nhìn lạc trần. Khóe miệng xẹt qua một nụ cười, ta trong cơ thể có chỉ quỷ, sẽ dám thị ta bên người hết thảy đó là ta phụ vương đặt ở ta trên người ta không thể chủ động diệt trừ con quỷ kia hôm nay phong sau đánh một trường nhưng là đáng tiếc nàng kia một kích cũng không có đem ta trong cơ thể quỷ đánh chết minh bảy mở miệng nói hiện tại lạc trần đem con quỷ kia giết cũng có thể cho rằng là đại ly đánh chết con quỷ kia như vậy hiện tại hắn cũng hảo công đạo ngươi là làm sao thấy được ta không phải đại ly lạc trần hỏi ta cùng đại ly phía trước tiếp xúc qua trong cơ thể có một con quỷ có đặc thù năng lực con quỷ kia cảm ứng được ngươi không thích hợp minh bảy mở miệng nói phong sau cùng kim thiên nhi cũng ở thử ngươi xem ra các ngươi đều không muốn chết lạc trần mở miệng nói ta chính là chuyện xưa cái kia lão nhị ngươi chính là cái kia long minh bảy mở miệng nói hắn lại không ngốc đại ly nếu không phải đại ly như vậy còn có thể đủ là ai liên tưởng đến đại ly là làm gì đó tự nhiên liền minh bạch ta biết ngươi nghĩ muốn cái gì ngươi cũng biết ta nghĩ muốn cái gì cho nên ngươi giúp ta ta giúp ngươi mình bảy lại lần nữa mở miệng nói ta thời gian không nhiều lắm chính ngươi ở trong thành tiểu tâm một chút ba ngày sau ta muốn đại hôn mình bảy nhắc nhở nói vương đến lúc đó sẽ đến ngươi xem ngươi như thế nào cứu ta mình bảy lại lần nữa mở miệng nói nếu ngươi không cứu ta như vậy ta cũng chỉ có thể lôi kéo ngươi chú ý ngươi nói nếu thế giới này duy nhất còn có có thể cứu người của ngươi vậy chỉ có ta liền tính là ngươi tránh được lúc này đây to như vậy đệ nhất kỷ nguyên ngươi cũng sống không nổi nữa lạc trần lạnh lùng mở miệng nói lời này làm minh bày đột nhiên sửng sốt sau đó hắn nhìn về phía lạc trần trong mắt bạo phát cực hạn thần thái ta tưởng một cái tiểu ngư không nghĩ tới thật là một đầu chân long hắn phỏng đoán ra tới tuy rằng không rõ ràng lắm đối phương là ai nhưng là ở thứ năm tuyệt đối thân phận địa vị không thấp bằng không sẽ không nói ra loại này lời nói cái này làm cho minh bảy nháy mắt liền có càng tốt tâm tư ta yêu cầu giúp ta làm một việc lạc trần lại lần nữa mở miệng nói giúp ta hỏi thăm rõ ràng rốt cuộc có người nào sẽ đi chịu chết này không có biện pháp bởi vì không có người bất luận kẻ nào biết cho nhau tin tức hiện tại ta duy nhất xác định chính là ta chính mình hơn nữa ta hẳn là còn rất quan trọng ta trong cơ thể đã bị mạnh mẽ hạ cấm chế đến lúc đó tự nhiên sẽ tự bạo minh bảy mở miệng nói này rất đơn giản đến lúc đó chúng ta trao đổi thân thể lạc trần lại lần nữa mở miệng nói cái này làm cho minh bảy đột nhiên sửng sốt trao đổi thân thể điểm này hắn là không có nghĩ tới bởi vì hắn thần hồn không chỉ có bị hạ cấm chế còn bị vạn quỷ khóa ở trong cơ thể vạn quỷ lao ngục hắn căn bản vô pháp tránh thoát nhưng là đối phương nói như vậy nói không chừng thật sự có biện pháp hôn người chiếu kết ngươi cần thiết bắt được dẫn đầu người vị trí cho ta lạc trần lại lần nữa mở miệng nói ta có thể sống sót mình bày hỏi ta bảo đảm ngươi không chỉ có có thể sống sót còn có thể đủ sống thực hảo có thể hay không canh chừng sau cùng kim thiên nhi cùng nhau cứu đi mình bảy đột nhiên hỏi nói ngươi thật đúng là đem bọn họ coi như ngươi bà nương lạc trần hỏi ngược lại không phải các nàng cũng là người đáng thương các nàng hôm nay cũng là bồi ta diễn kịch các nàng không nên trở thành vật hy sinh mình bảy bỗng nhiên mở miệng nói xem tình huống đem ngươi biết đến hiện tại toàn bộ nói cho ta lạc trần mở miệng nói ngươi hẳn là minh bạch một việc ta tới vốn là muốn mạng ngươi Lạc Trần mở miệng gian, bốn phía không gian đang ở vặn vẹo. Tựa hồ tùy thời đều có động thủ năng lực giống nhau, cái này làm cho Minh Bảy sắc mặt trầm. Xuống, Lạc Trần cư nhiên ngay từ đầu liền đem này phiến không gian động tay động chân, ta. Có thể mạnh mẽ chiếm cứ thân thể của ngươi. Lạc Trần mở miệng nói, Minh Bảy trong mắt vừa chuyển, hắn là người thông minh. Tự nhiên biết nên như thế nào lựa chọn chúng. Ta chỉ là đệ nhất sóng người, hiện tại đã có muốn mở ra thành vương lộ người lẻn vào thứ năm kỳ. Nguyên, bọn họ sẽ mạnh mẽ mở ra vương lộ, sau đó chờ chúng ta qua đi. Minh Bảy mở miệng nói, như thế nào phân tán thứ năm kỳ nguyên lực chú ý. Lạc Trần hỏi, đệ nhất kỳ nguyên muốn tạc rớt vương lộ. Tất nhiên sẽ tìm cơ hội phân tán rớt thứ năm kỳ nguyên lực chú ý. Bằng không khẳng định sẽ bị ngăn trở, đệ nhất kỷ nguyên sẽ không không thể tưởng được điểm này đệ nhị kỷ nguyên có vương sẽ ra tay. Chương 3878 xoay chuyển kế hoạch. Minh Bảy cùng Kim Nhân Long kỳ thật giờ phút này đều có điểm kinh ngạc bởi vì Lạc Trần cư nhiên sẽ nghĩ đến này vấn đề, sẽ nghĩ đến như thế nào hấp dẫn thứ năm kỷ nguyên lực chú ý, Minh Bảy là chính mình biết cái này kế hoạch mà Kim Nhân Long còn lại là hoàn toàn không biết. Căn bản là không nghĩ tới điểm này, nhưng là Lạc Trần lại nghĩ tới này đích xác làm người bội phục Kim Nhân Long cảm thấy. Khó trách nhân ra có thể ở thứ năm kỷ nguyên trở thành ông vua không ai. Này không phải không có đạo lý, cho dù là cảnh giới còn chưa tới đạt vương cảnh. Nhưng là nhân gia vô luận là mưu lược, trí tuệ. Cách cục đều không phải người bình thường có thể bằng được, đệ nhị kỷ nguyên cư nhiên sẽ có. Vương ra tay, Lạc Trần nghe thấy cái này tin tức sau cảm thấy tin tức này không xem như chuyện tốt nếu làm đầu bạc kiếm thần đi ngăn lại đệ nhị kỷ. Nguyên vương, như vậy đệ nhất kỷ nguyên bên này liền lại không có cường lực người hỗ trợ, rốt. Cuộc long nghệ bên kia bọn họ kỳ thật không để bụng thứ năm kỷ nguyên. Bọn họ muốn chính là sống lại đại tỷ đám người, đồng thời báo thù, loại chuyện này. Hắn không thấy được sẽ nguyện ý ra tay. Ngược lại bảo hộ trần mới là đối với long nghệ mà nói chuyện quan trọng nhất, như vậy như thế nào kiềm chế đệ nhị kỷ nguyên vương đâu xem ra chỉ có thể làm kỷ đệ tam nguyên ra điểm sức lực hơn nữa lạc trần hiện tại vô pháp trở về vô pháp đem tin tức truyền lại trở về nếu làm kim nhân long đi mật báo như vậy hắn bên này lại dễ dàng bại lộ rốt cuộc người đều bị chộp vào trong tay nếu là chạy thật đúng là không thể nào nói nổi tuyệt đối chính là cố ý phóng chạy ở chỗ này gọi điện thoại trở về liền không cần suy nghĩ hơn nữa trước mắt hắn đến lúc đó còn muốn ở vương mí mắt phía dưới hoàn thành ly miêu đổi thái tử đại ly xuất hiện ở chỗ này lạc trần nghĩ kỹ rồi lý do đó chính là hắn bên kia sự tình cơ bản đã làm xong hiện tại chỉ còn lại có chết hầu bên này sự tình cho nên đại ly lại đây giám thị này thực bình thường rốt cuộc đại ly đại biểu chính là thiên nhân nói cung giám thị không chỉ là minh bảy mà là ngũ hành bộ quỷ bộ cùng chín di chờ đại bộ phận tộc, đây cũng là vì sao quỷ vương sẽ nói hắn tới sớm. Hắn tới nào đó ý nghĩa thượng liền đại biểu giám thị cùng không tín nhiệm. Quỷ vương tự nhiên sẽ bất mãn, hắn bên này thân phận cùng hành vi thượng nói thông. Nhưng là Lạc Trần cũng sợ chuyện này cuối cùng sẽ nháo đại, đến lúc đó mặt khác bát quái tới. Hắn tình cảnh đã có thể không có như vậy hảo, rốt cuộc mặt khác bát quái tới sợ là tiếp xúc một chút là có thể đủ phán đoán ra hắn thật giả, phía trước lạc trần kế hoạch là. Tới lúc sau, trực tiếp đoạt xá rớt minh bảy, sau đó liền tính là mặt khác bát quái tới. Cũng không cái gọi là, đại ly đã chết ngược lại có thể hấp dẫn người lực chú ý, nhưng là hiện. Tại, lạc trần đảo không phải lòng dạ đàn bà một hai phải cứu minh bảy không thể. Mà là có vương vẫn luôn dám thị minh bảy, như vậy đoạt xá minh bảy nguy hiểm liền sẽ rất lớn thực dễ dàng bị phát hiện tốt nhất thời cơ chính là ở minh bảy thành hôn sau sau đó lại đoạt xá hoặc là trao đổi thân thể nếu mặt khác bát quái tới người bên kia có thể giúp ta giết sao lạc trần đột nhiên hỏi nói cái này làm cho minh bảy đột nhiên hoảng sợ này chỉ sợ không được mặt khác bát quái đại biểu cũng là thiên nhân nói cung ý chí nếu không phải ngươi sau lưng có cái thiên nhân nói cung tối hôm qua ta phụ vương hẳn là liền sẽ trực tiếp giết ngươi. Minh Bảy mở miệng nói, có thể thấy được thiên nhân nói cung ở đệ nhất kỷ nguyên uy hiếp lực vốn. Dĩ Lạc Trần còn lại phát sầu kế tiếp như thế nào thao tác nhưng là Minh Bảy nói. Lại nhắc nhở Lạc Trần, nếu ta chết ở chỗ này đâu? Lạc Trần bỗng nhiên mở miệng nói, Minh Bảy đầu tiên là sửng sốt. Sau đó chính là đột nhiên cả kinh. Hai mắt không thể tưởng tượng nhìn Lạc Trần, hắn phản ứng lại đây lạc trần nói không phải lạc trần chính mình chết ở chỗ này mà là nói đại ly chết ở chỗ này đại ly nếu là chết ở chỗ này kia phiền toái liền lớn đi quỷ bộ ngũ hành bộ chín di sợ là đều sẽ bởi vì chuyện này chọc phải phiền toái bởi vì này không phải chết một cái đại ly đơn giản như vậy mà là đại biểu thái độ rốt cuộc nào đó ý nghĩa đi lên nói đại ly tương đương với là khâm sai đại thần khâm sai đại thần chết ở tam bộ địa bàn thượng như vậy này tam bộ bản thân trung thành cùng thái độ liền đáng giá hoài nghi, sự tình sẽ nháo. Đến cực đại, chính là làm như vậy, chỉ biết đưa tới càng nhiều thiên nhân nói công lực chú ý nói không. Chừng mặt khác bát quái đều sẽ chen chúc tới. Minh bảy nhíu mày nói, hắn không nghĩ như vậy phiền toái, chỉ nghĩ tìm cơ hội đào tẩu. Có người đem hắn mang đi, nhưng là hiện tại lạc trần hiển nhiên là tưởng đem thủy quấy đục làm cho càng thêm phức tạp đi lên, năm bộ có bao nhiêu người không dám phản, chín. Di, quỷ bộ đâu? Lạc Trần cười lạnh một tiếng, bọn họ không dám phản. Nhưng là không đại biểu bọn họ không nghĩ phản, hoặc là nói cam tâm chịu chết. Thậm chí là cứ như vậy khuất phục ở thiên nhân nói cung chờ thế lực lớn môn hạ, cho nên. Lúc này yêu cầu một cái đẩy tay, nếu có thể ở đệ nhất kỷ nguyên đem toàn bộ sự tình giải quyết như vậy Lạc Trần liền sẽ không làm đệ nhất kỷ nguyên đi đến thứ năm kỷ nguyên, rốt cuộc người. Khác tới, chẳng lẽ hắn Lạc vô cực tới chỉ là một chuyến tay không, hoặc là chỉ là ngăn trở một. Chút chết hầu sự tình, không, không phải. Hắn Lạc vô cực tuyệt không phải cái loại này người, hắn là cái loại này hơi chút có điểm cơ hội. Liền sẽ bắt lấy điểm này cơ hội ngược gió phiên bàn người, bên. Cạnh ngươi có ai cùng ngươi đi gần? Lạc Trần hỏi, có. Một người là ta bên người hộ vệ, là người của ta. Đem người này thân thể cho ta. Lạc Trần bỗng nhiên mở miệng nói, vậy. người tính toán khi nào làm? Minh Bảy hỏi, hiện tại liền làm, ngươi. Hiện tại nếu là đã chết ta chính là đệ nhất hiểm nghi người. Minh Bảy kinh ngạc nói, không. Không phải, không có người sẽ ngốc đến giết người, còn như vậy nganh ngang rời đi. Đặc biệt là ngươi, đến lúc đó truy tra lên, ngươi rời đi sau, đại ly liền đã chết ngược lại càng dễ dàng không bị chân chính hoài nghi cho nên ta còn cần đối với ngươi làm mặt khác một việc lạc trần mở miệng nói sự tình gì tiêu trừ trí nhớ của ngươi lạc trần mở miệng nói nếu tiêu trừ kim nhân long cùng minh bảy ký ức như vậy liền càng tốt làm đến lúc đó căn bản cha không ra hành ta hiểu được minh bảy suy nghĩ một chút hắn muốn sống sót nhất định phải tàn nhẫn một chút thực mau hắn thị vệ liền tới rồi, là một cái đại hán. Lớn lên còn rất tuấn tiếu, hắn vừa mới tiến vào sân. Đã bị Lạc Trần cùng Minh bảy đồng thời đánh lén, nháy mắt đã bị phóng đổ, sau đó. Sự tình liền triển khai, một hồi lan đến ba cái thế lực lớn kế hoạch cùng âm mưu cứ như vậy. Không tiếng động triển khai, Minh bảy là ở mặt khác một bên đầu đường tỉnh lại, hắn đầu óc thực trầm thập phần trọng mà kim nhân long biến mất giờ phút này thị vệ quỷ dao đứng ở hắn trước mặt lạnh nhạt nhìn hắn minh bảy mờ mịt nhìn hắn trong trí nhớ chỉ có đại ly dùng lửa đốt hắn sau đó hắn liền rời đi sự tình đến nỗi chuyện khác trí nhớ căn bản là đã không có cho dù là vạn quỷ đều không có ký lục xuống dưới sau đó minh bảy mờ mịt nhìn quỷ dao hắn vốn là hoài nghi cái kia đại ly là giả sau đó tới tìm đối phương hiện tại như thế nào lại ở chỗ này tỉnh lại? Cùng ta đi đại ly sân nhìn xem. Minh bảy nhíu mày nói. Chương 3879 xương mù thật mạnh. Giờ phút này thị vệ quỷ giao cũng chính là Lạc Trần nhìn nghi hoặc cùng vẻ mặt âm trầm Minh. Bảy cũng không nói thêm gì mà là đi theo Minh bảy đi trước đại ly nơi sân còn không có tới. Gần sân, đại ly sắc mặt liền đột nhiên biến đổi bởi vì một cổ nùng liệt mùi máu tây ập vào trước mặt vì phòng ngừa có người tra xét cụ thể tử vòng thời gian lạc trần cơ hồ là đem đại ly thân thể biến thành thịt nát giống nhau rốt cuộc phía trước đại ly vừa mới chết thời điểm lạc trần đem này cả người máu lưu động dùng thuật pháp duy trì được ít nhất thân thể như là một cái người sống giống nhau nhưng là vì phòng ngừa xuất hiện bại lộ lạc trần vẫn là đem này hủy hoại khó có thể tra xét hơn nữa mấu chốt chính là đầu người là tốt minh bảy đẩy ra đại môn kia một khác hoàn toàn liền ngây ngẩn cả người trên mặt đất một cái huyết người giống nhau thậm chí nơi nơi đều là đỏ tươi thịt nát mà một viên đầu hoàn chỉnh treo ở kia thoạt nhìn như là cổ địa phương đại ly đã chết minh bảy nhìn thoáng qua rồi sau đó hắn cả người sắc mặt âm trầm không chừng nhưng là cũng ở ngay lúc này từng đạo thân ảnh cực nhanh mà đến bọn họ đồng dạng tốc độ thực mau đó là một đám chuẩn vương, khắp nơi thế lực đều có tuyệt long thành nếu xuất hiện mùi máu tươi. Giống nhau bọn họ sẽ không để ý tới, nhưng là đại ly nơi sân bên này. Lại rất làm người dị thường, hơn nữa không chỉ là này mùi máu tươi hấp dẫn bọn họ. Mà là vừa mới một tiếng gào giống, đó là đại ly gào giống, minh bày tỉnh lại phía trước. Đại ly chết kia một khắc phát ra quá một đạo gào giống, gào giống hơn nữa mùi máu tươi lại là tuyệt long thành cho nên không ít người vẫn là trước tiên dùng thần niệm tới cha xét kết quả bọn họ cũng tra xét tới rồi đại ly đã chết nếu chỉ là một người thấy được còn nói nhưng là hiện tại mười mấy chuẩn vương tất cả đều tới đây thấy được này liền có vẻ phiền toái sự tình nháy mắt liền phải truyền khai tin tức cũng nháy mắt truyền quay lại đi kim thiên nhi đám người nghe tin phá không mà đến cho dù là ta cơ giờ phút này cũng tới, nhưng là không ai ở nhìn đến đại ly thi thể thời điểm. Không cảm thấy khiếp sợ. Đại ly đã chết, hơn nữa là chết ở minh bảy bọn họ đại hôn sắp tới. Chết ở tam phương thế lực hội tụ tuyệt long thành, giống như là lạc trần ngay từ đầu phân tích. Như vậy, tam phương thế lực giờ phút này một đám ra đầu tê dại, ra đại sự, hắn. Chết như thế nào? Tà cơ đứng ở sân trên không, muốn một bước bước ra đi kiểm tra thi thể, đừng tới gần hắn, bất luận kẻ nào, từ giờ trở đi. Sự tình không có điều tra rõ ràng phía trước, cấm tới gần. Minh bảy bỗng dưng một tiếng giống to, người hoài nghi là ta, sợ hãi ta hiện tại gian lận. Tà cơ sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới, lập tức phong tỏa toàn bộ tuyệt long thành. Minh bảy tuy rằng thoạt nhìn như là một cái bệnh quỷ. Nhưng là đầu óc lại thập phần thanh tỉnh, kim nhân long đâu. Chạy thoát. Kim Thiên Nhi nhíu mày nói, giờ phút này nàng cũng cảm thấy phiền toái. Bởi vì bọn họ Kim Bộ hiện tại hiểm nghi là lớn nhất một khi làm không tốt. Liền sẽ làm tức giận toàn bộ thiên nhân nói cung, Minh Bảy muốn phong tỏa tin tức. Một phương diện là hy vọng hung thủ không thể rời đi. Mặt khác một phương diện cũng là hy vọng sẽ không có người trước một bước mật báo, nhưng là ở. Đại Ly chết đi tin tức truyền ra kia một khác hai cái áo bào trắng lão giả trước tiên liền ra khỏi thành, bọn họ thậm chí quyết đoán không có. Đi xem một cái đại ly thi thể, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ biết, đại ly nếu đều bị giết. Như vậy bên trong thành giết người người kia. Tuyệt đối không phải bọn họ có thể đối kháng, mấu chốt ai đều biết bọn họ là thiên nhân nói cung. Người, bao gồm đại ly, nếu bọn họ còn xuất hiện. Khó tránh khỏi sẽ bị giết người diệt khẩu, bọn họ duy nhất có thể làm chính là lập tức tiệt long thành, sau đó đem tin tức truyền lại xoay chuyển trời đất nhân đạo cung, đại. Ly dù cho cảnh giới không quá cao, nhưng là địa vị cùng tượng trưng ý nghĩa quá lớn, chết ở tuyệt long thành. Tam phương thế lực trong đó có một phương tuyệt đối là hung thủ mà Kim Thiên Nhi nhìn trống. Rỗng sân, giờ phút này nàng sắc mặt cũng không quá đẹp bởi vì lúc này phiền toái lớn. Hoặc là nói vấn đề quá lớn, rốt cuộc nàng phía trước vẫn luôn muốn đặt người hơn nữa mấu chốt là ngũ hành bộ cùng đại ly có thù oán. Rốt cuộc đại ly giết bốn cái ngũ hành bộ người long, kim. Thiên nhi, ngươi không khỏi quá làm bậy. Quỷ bộ có chuẩn vương giờ phút này chỉ trích nói, ngươi. Có ý tứ gì, đừng loạn chụp mũ, ta tuy rằng tưởng hào cứu ngươi. Nhưng là ta không có xuẩn đến muốn sát đại ly. Kim thiên nhi giờ phút này lạnh lùng mở miệng nói, ngược. Lại là các ngươi quỷ bộ, ở tuyệt long thành có thể giết được đại ly sợ là chỉ có các ngươi quỷ bộ. Kim Thiên Nhi hử lạnh nói, ngươi, nói chuyện tốt nhất tiểu tâm một chút. Minh Bảy mở miệng nói, Kim Thiên Nhi vừa mới tưởng nói. Kỳ thật là tưởng nói hắn Minh Bảy là cuối cùng tiếp xúc đại ly người, nhưng là Kim Thiên Nhi. Không có nhầm vào Minh Bảy, mà là đem sự tình hướng toàn bộ quỷ bộ trên người dẫn, chỉ là Minh. Bảy thân là quỷ vương thất công tử, liên tính là hắn không nghĩ ra mặt đều không được hiện tại ngươi ta tam phương đều thoát không được can hệ hiểu rõ ta cơ lạnh lùng mở miệng nói nàng nhìn xem minh bảy lại nhìn xem kim thiên nhi không phải bọn họ chín di bên này người nàng rất rõ ràng như vậy rốt cuộc là ai đâu kim thiên nhi có giết người động cơ nhưng là tựa hồ giết chết đại ly hơn nữa loại này không có nháo ra động tĩnh đánh chết như vậy tuyệt đối thực lực muốn rất cao thậm chí có thể là vương ra tay, ngũ hành bộ vương trong lén lút giết đại ly. Thay người long báo thù, nói như vậy cũng nói được qua đi. Rốt cuộc chỉ có vương có thể thần không biết quỷ không hay tới giết người, nhưng là kim nhân. Long đâu, tới với quỷ bộ, đồng dạng có điều kiện động thủ, rốt cuộc quỷ vương phía trước hình. Chiếu liền cùng đại ly nổi lên xung đột. Hơn nữa ở minh bảy cũng không nghĩ liên hợp chín gì cùng ngũ hành bộ đi chịu chết quỷ vương tuy rằng nhìn như đáp ứng rồi, nhưng là khó tránh khỏi phản bội, cho nên cũng có lý do cùng năng lực giết đại ly, nhưng là ta cơ cảm thấy một trận đau đầu, bởi vì nàng sẽ như vậy phân tích cùng tưởng ngũ hành bộ cùng quỷ bộ, mặt khác hai bộ cũng sẽ nghĩ như vậy chính bọn họ mấu chốt nơi này vào thành thời điểm là muốn nghiêm khắc kiểm tra lạc trần lúc ấy lợi dụng đại ly thân phận mang theo kim nhân long vào thành, tuy rằng không có bị kiểm tra nhưng là cũng bị ký lục cũng chính là bởi vì điểm này càng phiên toái bởi vì bên trong thành liền tứ phương thế lực người quỷ bộ chín di ngũ hành bộ thiên nhân nói cung ngươi tổng không thể hoài nghi nhân ra thiên nhân nói cung chính mình người đi nghĩ đến đây tà cơ bỗng nhiên mở miệng nói thiên nhân nói cung kia hai người đâu như thế nào chưa từng có tới lời này là minh bảy lập tức liền tỉnh ngộ lại đây đi tìm Minh bảy một mở miệng, rất nhiều người đã hành động, hắn tự thân vô số chỉ lệ quỷ phóng lên. Cao, rốt cuộc lúc này sự tình không thể tiết lộ đi ra ngoài, nhưng là theo thời gian một phút một. Dây quá khứ, sự tình hiển nhiên trở nên càng phức tạp, kia hai người không có tìm được, hoặc là cũng cùng chết, hoặc là đã xoay chuyển trời đất nhân đạo cung mật báo, nếu là báo tin nói, sự tình liền phiền toái. Tà cơ sắc mặt bỗng dưng lạnh lùng, mà cũng ở ngay lúc này, trời cao phía trên. Tiệt Long Thành trên không lập lòe vô tận quang mang phóng lên cao. Đó là một đạo bát quái cột sáng. Đây là đánh dấu, đại biểu cho nơi này bị thiên nhân nói cung theo dõi. Đồng thời cũng biểu thị mặt khác bảy quẻ khả năng muốn tới. Chương 3880 đều ở nắm giữ. Chương 3880 đều ở nắm giữ, xem ra chúng ta đã không cần lại lo lắng đối. Phương hiển nhiên đã biết mình bảy giờ phút này nhìn đỉnh đầu bát quái đại trận tan đi chúng ta phiền toái lớn mình bảy lại lần nữa mở miệng nói hắn đương nhiên sẽ không đem chính mình mất trí nhớ sự tình nói ra hắn giờ phút này mang theo lạc trần đã rời đi đương nhiên hắn không có hoài nghi lạc trần rốt cuộc lạc trần lúc này đây đoạt xá chính là quỷ bộ quỷ giao có kinh nghiệm lần trước lạc trần bản thân liền rất cẩn thận hơn nữa đoạt xá chính là quỷ bộ người quỷ khí mười phần đã cũng đủ mê hoặc người mình bảy mươi phân đau đầu này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì đâu quỷ Giao, ngươi nói ngươi tới tìm ta thời điểm đến tột cùng nhìn thấy gì ngươi nằm trên mặt đất đây là ta duy nhất nhìn đến quỷ giao mở miệng nói như vậy sao kia rốt cuộc là ai giết đại ly mình bảy sắc mặt cũng thập phần nan kham đi lên sự tình đích xác nháo thật sự đại bởi vì chưa từng có trong chốc lát toàn bộ tuyệt long thành trên không liền truyền đến kịch liệt dao động. Đó là vương dao động, kim nhân vương tự mình tới, hơn nữa qua không có bao lâu. Chín di vương cũng tới, đồng thời quỷ vương hơi thở ngang trời tới, ba vị vương tới, tọa chấn. Toàn bộ tuyệt long thành, thiên nhân nói cùng người còn chưa tới, nhưng là minh bảy. Kim thiên nhi, còn có tà cơ đều bị triệu kiến đi gặp vương, kim thiên nhi giờ phút này đứng ở. Kim Nhân Vương trước mặt người là ngươi giết ta. Muốn nghe lời nói thật ngươi chỉ có lúc này đây nói thật ra cơ hội. Kim Nhân Long tràn ngập sát ý, nàng cái này Kim Nhân Vương công chúa cũng không đã chịu đãi. Thấy, bởi vì Vương có thể sống thật lâu. Kỳ thật gen gông xiềng không chỉ là khống chế nhân tộc một ít sức chiến đấu. Cũng hạn chế nhân tộc sinh mệnh lực, điểm này tới nói, kỳ thật cũng là chuyện tốt từ luân lý đạo đức đi lên nói là chuyện tốt bởi vì như vậy tổ tông liền tránh đi cùng chính. Mình hậu đại kết hợp khả năng giống như là hòa tinh thượng vương ra cái loại này bi kịch giống. Nhau, đó chính là thọ mệnh quá dài dẫn tới mà Kim Thiên Nhi cũng là một cái bi kịch mẫu thân. Của nàng, kỳ thật là Kim Nhân Vương hậu đại, từ luân lý đi lên nói. Đây là vi phạm luân lý, đây cũng là vì sao đã biết nàng mẫu thân thân phận sau. Kim Thiên Nhi liền không bị đãi thấy thậm chí rất nhiều lần Kim Nhân Vương trong lén lút đều tưởng trực tiếp giết nàng, đương nhiên. Đây là một cái chỉ có số rất ít người biết đến bí mật. Những người khác đều chỉ là biết nàng là Kim Nhân Vương con nối dõi, mà mẫu thân của nàng đã bị Kim Nhân Vương giết nhưng là kia không đủ để làm Kim Nhân Vương bớt giận. Vẫn như cũ chán ghét nàng, nếu không năm bộ như vậy nhiều con cái vì sao sẽ cố tình chọn lựa nàng đâu, chính là bởi vì nàng là một cái vi phạm luân lý mà ra sinh. Người, nàng cũng hận này hết thảy, nhưng là nàng không hề biện pháp, không phải. Kim Thiên Nhi mở miệng nói, nàng không thẹn với lương tâm. Người đích xác không phải nàng giết, ngươi có biết hay không ngươi sông bao lớn họa. Kim Nhân Vương lạnh nhạt vô cùng, làm. Ngươi tới hòa thân, vốn dĩ hảo hảo một việc, hiện tại đâu? liền bởi vì ngươi muốn cứu cái kia kim nhân long hiện tại sự tình trở nên phức tạp không phải ngươi giết ngươi cũng thoát không được can hệ kim nhân long lạnh lùng mở miệng nói ta chỉ là tưởng cứu chúng ta kim tộc người mà thôi ngươi là yếu hại toàn bộ kim tộc người nhiệt xúc kim nhân vương một đạo khí cơ trực tiếp đem kim thiên nhi đánh nghiêng trên mặt đất nếu không phải năm đó cái kia tiện tỳ lừa gạt ta ta sao lại có ngươi loại này hậu đại người cùng cái kia tiện tỳ giống nhau đều làm người buồn nôn kim nhân vương vô cùng chán ghét nhìn kim thiên nhi hắn còn nối dõi hậu đại quá nhiều mười mấy đại khai chi tán diệp sau liền rất khó phân rõ ràng ai là ai huống chi làm sao ngăn mười mấy đại kim thiên nhi trong mắt hắn chính là một sai lầm ngài là vương ngài là chính xác kim thiên nhi ngã trên mặt đất không có kêu thảm thiết chỉ có lạnh nhạt nếu có thể nàng nhất muốn cho kim nhân vương đi tìm chết cút đi kim nhân vương vung tay áo bảo kim thiên nhi liền bay đi ra ngoài kỳ thật này căn bản không cần hỏi đó chính là kim thiên nhi nơi nào tới thực lực sát đại ly kim thiên nhi biết chính mình không được ưa thích cho nên liền giải thích đều không có giải thích nàng chỉ là hận mà mặt khác một bên tà cơ bên kia tương đối ôn hòa một ít chín di vương nhìn nhìn tà cơ sau đó suy tư ngươi ý tứ, ngũ hành bộ, hoặc là quỷ bộ có người giết đại ly, sau đó giá họa cho chúng ta. Hoặc là làm thiên nhân nói cung đối chúng ta khả nghi, là như thế này sao? Chín di vương ở từng đạo che giấu màu trắng ngả quang mang bên trong, xem không rõ, đại. Khái là cái dạng này, hoặc là chính là muốn đem thủy quấy đục, bọn họ cũng không ngốc. Không có biện pháp bên ngoài thượng phản kháng, chỉ có thể ngầm ra tay. Ta cơ mở miệng nói, nhưng là tam phương thế lực bên trong, vứt bỏ người khác không nói chuyện. Người là có thực lực sát đại ly. Chín di vương lời nói vô tình, ta cơ thực lực rất cường đại ta. Ngay từ đầu liền có điểm hoài nghi hắn, nhưng là còn không có điều tra rõ, hắn liền đã chết. Ta cơ lại lần nữa mở miệng nói, nàng sở dĩ nói như vậy. Kỳ thật chính là tưởng khơi màu tam bộ mâu thuẫn đây là nàng tư tâm nàng tuy rằng thực lực cường đại nhưng là vô pháp cùng vương so sánh chỉ có thể trở thành một cái công cụ nhưng mà hiện tại nàng thấy được cơ hội một cái nghịch thiên sửa mệnh cơ hội mặc kệ là ai giết đều là vì không cho chúng ta hòa thân cũng đều là vì châm ngòi chúng ta chín di cùng thiên nhân nói cung quan hệ chín di vương lạnh lùng mở miệng nói kể từ đó chúng ta liền thật sự thực bị động chín di cùng thiên nhân nói cung quan hệ nhất không tốt cũng nhất không bị tín nhiệm ta biết ngươi không muốn gả minh bảy nhưng là chín di dưỡng ngươi lâu như vậy vì chín di hy sinh đây là nên làm chín di vương mở miệng nói minh bạch ta vì chín di muôn lần chết không chối từ ta cơ cười mở miệng nói mẫu thân ngươi bọn họ quá rất khá ngươi không cần lo lắng vương thanh âm thực nhu hòa nhưng là này đề điểm cùng uy hiếp chi ý đã thực rõ ràng đa tạ chín di giúp ta chăm sóc bọn họ ta cơ cười nhưng là nội tâm cũng đã hận không thể đem toàn bộ chín di hủy diệt kia nàng cha mẹ làm uy hiếp thật là hảo thủ đoạn mà mặt khác một bên minh bảy quỳ trên mặt đất trước mặt hắn là che đậy toàn bộ đại điện bất luận cái gì một chỗ quỷ khí quỷ vương liền giấu ở trong đó cho nên người đến tột cùng là chết như thế nào ta không có năng lực giết hắn Minh Bảy mở miệng nói, người lời này nhưng thật ra lời nói thật vậy. Người vì sao sẽ cái thứ nhất xuất hiện ở hiện trường? Quỷ vương lạnh băng âm hàn thanh âm vang lên, ta chỉ là muốn đi tìm hắn. Minh Bảy mở miệng nói, người không muốn chết. Quỷ vương nhìn Minh Bảy, không dám. Minh Bảy cúi đầu, hiện tại người đã chết, vẫn như cũ sẽ có người tiếp nhận chuyện của hắn. Người vẫn như cũ vẫn là yêu cầu đi tìm chết. Quỷ vương mở miệng nói, không cần lầm bổn vương thiên thu muôn đời đại kế. Quỷ vương lạnh nhạt mở miệng nói, "Nhi, thần minh bạch, minh bảy cúi đầu, hắn nội tâm ý tưởng chân thật ý tưởng chính là lão đông tây." Người như thế nào không chết đi, chân chính phiền toái tới. Quỷ vương lạnh lùng mở miệng nói, "Tiệt Long thành trên không?" Tám đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, trong đó ba đạo nhất rõ ràng, kia ba đạo bên trong có người, thiên nhân nói cung người cũng là bát quái giữa ba cái, giờ khắc này sát ý sôi trào mà đến.